Kính thưa đại chúng, mỗi con người chúng ta ai cũng có ba thân. Cái thân mà chúng ta đang nhận đây, lùn cao mập ốm trắng đen gì đó, đẹp xấu đó. Cái thân mà chúng ta đang có đây này, cái thân này gọi là báo thân. Thân này gọi là báo thân, tức là cái thân quả báo mà chúng ta đang nhận. Nhưng mà trong cái thân này, chúng ta có khả năng dụng nó một cách linh động, màu nhiệm vô cùng. Quý vị đồng ý không? Mình nấu ăn cũng được, quét nhà cũng được, leo lên nóc nhà lợp mái cũng được, sơn tường cũng được. Nói chung là cái báo thân này chúng ta dụng được một cách linh động, muốn làm cái gì chúng ta cũng có thể làm được hết. Thì trường hợp đó chúng ta sử dụng cái thân thứ hai, gọi là gì? Là ứng thân hay là hóa thân đó. Ví dụ như Pháp Hòa, cái báo thân Pháp Hòa bây giờ đang ứng ở Âu Châu, không có còn ở Canada nữa. Thì mình có cái báo thân này, nhưng nếu chúng ta có biết sử dụng nó, chúng ta sử dụng báo thân này một cách màu nhiệm vô cùng. Cần nấu ăn mình nấu ăn, cần quét nhà mình quét nhà, cần làm gì mình cũng làm được hết. Vì lấy cái báo thân này, chúng ta sử dụng nó. Thì trường hợp trong khi mà sử dụng cái báo thân này, thì chúng ta đang sử dụng cái thân thứ hai, gọi là ứng thân hay là thọ dụng thân. Nhưng mà khi làm mình có đau khổ không? Không có. Tâm mình vui vẻ bình thường. Thì trong khi mình làm việc dù có nặng nhọc, dù có khó khăn, thì chúng ta cũng vui vẻ tĩnh lặng. Lúc đó chúng ta đang sử dụng pháp thân. Pháp thân là gì? Pháp thân là cái thân màu nhiệm thấm nhuần Phật pháp. Nói cho nó dễ hiểu là vậy. Còn nếu chúng ta có một người nào đó họ không có học Phật pháp gì hết á, nhưng mà họ biết rằng mình có thân này, còn tay còn chân, tại sao mình không dùng cái thân này một cách màu nhiệm đúng đắn. Cho nên làm bất cứ việc gì mình làm cũng bằng cái tâm vui vẻ, làm bằng cái tâm vui vẻ, làm bằng cái tâm hạnh phúc, thì cái lúc đó mình đang sử dụng pháp thân. Như vậy thì trong một lúc mình sử dụng báo thân, chúng ta sẵn đủ, làm đủ hết cả ba thân, là ứng thân và pháp thân. Tịnh độ của Phật, tịnh độ của chư Phật có bốn thứ tịnh độ. Một là thường tịnh quang tịnh độ, hai là thật báo trang nghiêm độ, ba là phương tiện hữu dư tịnh độ, bốn là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Bây giờ quý vị tụng trong cái bài đó, quý vị sẽ thấy những cái câu tịnh độ: thường tịnh quang tịnh độ, A Di Đà Như Lai, thật tướng trang nghiêm độ, vân vân. Thì bây giờ thế nào là tịnh? Vì chữ tịnh độ là gì? Tịnh độ là cõi, cái cõi đó, cái nơi chốn đó tĩnh lặng sạch sẽ của chư Phật. Cái chữ tịnh độ không phải chỉ riêng cho Phật Di Đà, bất cứ Phật nào cũng đều có tịnh độ của mình hết. Bây giờ Pháp Hòa thưa vậy nè, đại chúng ngồi đây, tất cả quý vị đều có cái tịnh độ của mình không? Tất cả chúng ta đều có tịnh độ của mình không? Có chứ. Có những lúc mình cũng ngồi tĩnh lặng, mình cũng có sự bình an của riêng mình chứ. Hay nói một cách khác là ai cũng có một góc trời hết. Ví dụ trong nhà của mình á, cái phòng của mình ở đó, khi mình hết chuyện rồi mình trở về phòng mình, thì mình cũng có thế giới của riêng mình vậy, phải không? Thì thế giới của mình, riêng mình cũng như là tịnh độ của mình vậy. Cho nên ngồi đây ai cũng có một tịnh độ của mình hết, phải không? Thì bây giờ cái tịnh độ đó, chư Phật cũng có, mình cũng có. Và những giây phút nào tâm mình lặng lẽ, tĩnh lặng, sáng suốt, yên lặng nhưng mà không có mê mờ, cái đó người ta gọi là gì? Tịch quang. Chữ tịch là gì? Tịch là vắng lặng, quang là ánh sáng, là chiếu soi. Tịch mà thường quang nghĩa là sao? Nghĩa là tĩnh lặng nhưng mà không có mê, lúc nào tâm mình cũng sáng suốt như vậy. Cho nên quý vị thấy các vị mà người ta ngồi thiền,
Các vị ngồi thiền người ta ngồi im lặng, người ta ngồi im lặng, nhưng mà người ta có bị ngủ gục không? Người ta có bị mê mờ không? Không. Người ta ngồi im nhưng mà tâm người ta vẫn sáng suốt, biết từng cái vấn đề đang xảy ra trong tâm hành mình, đang khởi cái gì mình biết rõ như vậy. Thì lúc đó người đó đang sống bằng cái thường tịnh quan tịnh độ của họ. Có bao giờ đại chúng ngồi im vắng lặng nhưng mà lúc nào cũng tỏ biết những sự việc xung quanh của mình, cũng như những hiện khởi của tâm mình? Cái trường hợp đó gọi là gì? Gọi là tịnh quan tịnh độ. Nhưng mà tịnh quan là gì? Là ánh sáng vắng lặng nhưng mà không có phải lúc có lúc không, mà thường có, cho nên gọi là thường tịnh quan tịnh độ. Đó là tịnh độ thứ nhất. Giờ bây giờ mình kiểm coi mình có tịnh độ đó không? Có không? Có. Tức là những lúc nào mình ngồi thiền đó, mình im lặng trong tâm hồn mình đó, mà mình im lặng không có nói nhưng mà rõ ràng biết đó. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ, những lúc quý vị nằm ngủ, tối tắt đèn nằm ngủ, mọi người ngủ hết, mình cũng nằm đó, mình chưa ngủ, nhưng mà những tiếng động, những tiếng gì xung quanh mình nghe, mình biết hết. Như vậy là trong giây phút đó, cũng tạm ví dụ như là cái hình ảnh của thường tịnh quan tịnh độ. Ở đây muốn nói thường tịnh quan là cái tâm lặng lẽ, vì tịnh độ là cái nơi chốn ngoài cái cõi bên ngoài, chúng ta trở về được với cái bên trong của mình, mà cái đó rất là cần. Cho nên mình mới ngồi thiền mỗi ngày đó, mình mới tụng kinh niệm Phật mỗi ngày đó. Mình tụng kinh niệm Phật mỗi ngày là để cho làm sao trở về được với cái sự yên tĩnh trong lòng mình, mà đừng có xao động bởi những cái tiếng động, những cái tiếng nói bên ngoài. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nữa nè. Quý vị ngồi đây, quý vị đang nghe Pháp Hòa nói, và tâm quý vị không khởi mọi sự phân biệt gì hết. Quý vị đang tĩnh tâm nghe Pháp Hòa nói. Nhưng mà nếu lỡ ai ở bên sau mình làm động, hay những cái tiếng gì xung quanh mình, mà mình vẫn bình thường, mình không giống như mình nghe biết, nhưng mà không cần phải xoay qua để nhìn coi ai làm cái gì, thì giây phút đó là mình đang có được một chút xíu của thường tịnh quan tịnh độ, im lặng mà thường sáng. Quý vị rõ được cái tịnh độ thứ nhất không? À, thường tịnh quan. Bây giờ cái tịnh độ thứ hai là gì? Là thật báo trang nghiêm độ. Thật báo là gì? Chữ báo này là cái báo thân mà nãy Pháp Hòa nói đó. Tức là những quả báo mà chúng ta đang nhận đây, những cái phước mà chúng ta đang có đây, chúng ta làm nên một cái tịnh, nó ở cái tịnh độ của mình. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, đại chúng sống ở nước Đức, quý vị có nhà ở, có công việc đi làm, nói chung là cuộc sống vật chất của mình có khổ không? Không có khổ, không có giàu hơn ai, không có giàu có gì hết, nhưng mà đời sống mình đầy đủ, áo quần cơm ăn, nhà ở xe đi. Như vậy rõ ràng mỗi khi mình trở về nhà của mình, mình bước vào nhà mình thấy những cái vật dụng mà chúng ta đang có, chúng ta đang sử dụng, quả là một cái phước. Trong khi đó có những người có thể cùng tuổi với mình, có thể nhỏ hơn mình hoặc có thể lớn hơn mình, đồng với mình, giờ phút này người ta còn đang ở những cái cảnh nghèo khổ. Còn nếu chúng ta sống mà chúng ta bằng lòng những cái phước mà chúng ta đang có, để chúng ta làm gì? Làm đẹp, làm an tịnh cái cõi đời mà chúng ta đang sống đây. Cái cõi này gọi là thật báo trang nghiêm. Mình nhìn lại coi, mình đâu có thiếu gì. Không chừng nếu mà nói cho đúng ra là còn dư nữa. Thí dụ bây giờ hỏi nha, mình có già, mình có cần đôi giày không? Cần mấy đôi? Mỗi lần mang đôi thôi chứ sao mang hai đôi. Vậy mà trong tủ lúc nào cũng 10 đôi. Mình chỉ cần một cái áo lạnh mùa đông thôi, nhưng mà trong tủ lúc nào cũng 5-7 cái. Như vậy thì rõ ràng là cái phước của chúng ta có, cái phước chúng ta có. Mà nếu chúng ta biết dụng cái phước đó, biết cảm nhận cái phước đó, thì cái phước này nó trở nên cái gì? Thật báo trang nghiêm tịnh độ của mình rồi. Cho nên á, mình nếu mà mình đợi chết,
để mình mới được đi về được một cõi tịnh độ nào đó lâu lắm. Bây giờ ngay trong cái thế giới chúng ta đang sống đây, chúng ta hãy cảm nhận được cái thật báo trang nghiêm tịnh độ được của mình. Có không? Có. Giống như bây giờ Pháp Hòa ví dụ như là bản thân chúng ta đây, giày dép có, quần áo có, khăn nón có, thức ăn có, nhà ở có, xe cộ có, không thiếu gì hết. Phước báo quá chừng. Mà bây giờ nếu chúng ta không bằng lòng được với cái tịnh độ mà chúng ta có đây, chúng ta đang không bằng lòng với cái tịnh độ, cái hạnh phúc chúng ta có đây, thì chúng ta đợi đi đâu nữa, và tìm ở đâu nữa? Cho nên rõ ràng mình có thật báo trang nghiêm tịnh độ. Rồi bây giờ cái tịnh độ thứ ba là tịnh độ phương tiện hữu dư. Này của các bậc thánh nha. Hữu dư là gì? Nghĩa là còn dư lại chứ chưa rốt ráo. Những vị như là Thanh Văn, Duyên Giác đó, các vị người ta tu, người ta bỏ được cái thấy, cái lỗi lầm do cái thấy, cái lỗi lầm do cái tư duy. Nhưng mà người ta còn sót lại một số các vấn đề khác, như là trần sa hoặc và vô minh. Trần sa tức là cái phiền não nó nhỏ như là bụi, vô minh là những cái tối tâm không thấy. Bây giờ mình đây nè, mình tu á, cái phiền não thô á thì có thể mình bỏ được, nhưng mà phiền não vi tế là có bộ còn. Quý vị hiểu vi tế không? Vi tế là nhỏ nhỏ chút chút vậy. Giận đỏ mặt chửi bới chắc cũng bớt rồi, nhưng mà hờn mát còn. Thí dụ ai làm gì mình chút cái không có giận đỏ mặt tía tai như đó nữa, nhưng mà ghét cũng thèm nói tới. Giận hờn, hờn mát vài ngày mình còn ở đó. Nhưng mà cái giận mà mình biểu lộ ra bên ngoài chắc mình có thể bớt được. Tại vì mình làm gì làm chứ cũng nghe pháp khá rồi, cũng tu nhiều rồi, nghe pháp nhiều mà giờ giận dữ quê chết. Mỗi lần mà nghe pháp nhiều mà không tu cái người nhà chọc. Có một cái anh đó, anh hay chọc vợ anh. Vợ anh nghe pháp dữ lắm, nghe thầy Pháp Hòa không à, mà mỗi lần mà giận là bắt đầu cũng la hó lên cái ông chồng chồng. Ủa thầy Pháp Hoài đi đâu rồi ta? Vậy là mình nghe thầy nhiều mà mình không tu, thầy mang tiếng nghe. Mỗi lần mà anh chị đó chỉ giận lên là ông chồng hỏi ủa thầy Pháp Hoài đi đâu rồi, thầy Pháp Hoài đi đâu rồi, cái là nhắc bà vợ trở lại không. Thành thử ra hữu dư là vậy đó, tức là mình tu mặc dù những cái thô mình đoạn được, nhưng mà những cái tế chắc mình còn, phải không? Như vậy thỉnh thoảng mình có sống trong cái tịnh độ mà còn sót lại chút thôi cũng đỡ, phải không? Cũng đỡ là sao? Hồi xưa mình giận mình la hét ung sùng, bây giờ mình giận mà mình biết control, mình biết điều khiển chút xíu để cho nó tịnh. Thôi bây giờ những lúc vậy cái nó thôi, tôi bây giờ tôi đã an trụ trong phương tiện hữu dư tịnh độ của tôi. Bây giờ tôi tịch quan tôi không nổi. Thật báo là tôi có, nhưng mà giờ tôi sống với cái phương tiện hữu dư. Chữ phương tiện là gì? Là chưa phải là rốt ráo, chưa phải là cứu cánh. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ khác. Khi nào mà đại chúng nổi cơn giận, thay vì mình la, mà mình biết mỗi lần mình la là con cái nó bỏ nhà nó đi mấy bữa, mà nó đi một cái rồi là mình thì hết giận rồi, mà giờ đâm lo không biết nó đi với ai, nó làm gì, lỗ quá chừng. La một tiếng giống như mình thổi nó ra khỏi cửa vậy. Mà nó ra khỏi cửa rồi đi mấy ngày luôn, thì mình bắt đầu trong này mình lo. Thôi bây giờ mình đi kiếm chỗ, mình ngồi mình tĩnh lặng xuống, mình đừng có la hét nó. Lát nữa mình im lặng, mình tĩnh rồi mình nói chuyện với nó sao. Mình biết những lúc mình giận như vậy, mình đi uống ly nước lạnh, đi lợi xá bằng Phật vậy đó, tuy nó chưa có rốt ráo là người tu, nhưng mà trong lúc giận mà còn biết đi kiếm những cái đó để mà trị cái cơn giận mình cũng còn khả dĩ, còn hơn là như ngày xưa mình không biết, mình vung vẩy những cái đau khổ đó cho mình, cho người xung quanh. Giống như là quý vị niệm Phật á, quý vị lấy sâu chuỗi quý vị niệm, để trong khi mình niệm với sâu chuỗi tâm mình tĩnh lặng, tuy chưa phải là rốt ráo viên mãn hoàn toàn của sự niệm Phật. Niệm Phật không cần chuỗi mà tâm vẫn tĩnh lặng, cái đó mới là số 1. Nhưng mà giờ mình chưa đạt tới chỗ đó, mình còn cái này nè,
Rồi ví dụ bây giờ mình tụng kinh không có chuông có mõ mình tụng được, tụng hồi nó tán loạn tùm lum. Cho nên nhờ có chuông có mõ lóc cốc vậy mà tụng mình giữ tâm mình đều 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 vậy. Phương tiện, phương tiện. Ví dụ như bây giờ quý vị ăn chay, ăn chay mà biểu ăn rau, ăn tương, ăn nổi, bắt đầu cuốn tàu hủ với lá rong biển, rồi chiên giòn, chấm nước gừng, hỏi gì vậy, cá trê chiên gừng. Rồi cái lấy mì căng xé ra rồi trộn với bắp cải, hỏi gì vậy, gà xé phai. Không, mà ví dụ vậy. Tuy những món ăn đó nếu mình đã ăn chay rồi, thuần thục rồi, ngon dở hay không sao hết, ăn gì cũng được. Nhưng đối với những người người ta chưa thuần thục, người ta còn ăn chay mà người ta còn thèm đồ mặn là một, và người ta chưa ăn quen những cái món ăn quá đơn giản, thì mình khéo léo mình làm những món ăn cho ngon, để cho người ta ăn trong cái món ngon của chay mà tránh được cái sự sát hại, để cho bớt đi những cái bệnh tật, bớt đi những cái ý niệm sát sinh. Tuy chưa rốt ráo nhưng mà rõ ràng đây là một phương tiện tịnh độ. Hiểu được cái chỗ đó không? Những gì trong cuộc sống này chúng ta làm chỉ nhằm một mục đích độ cho cái tâm mình, độ cho cái người kia, ít nhất họ cũng trở về được với cái sự tu tập. Tuy chưa phải là cứu cánh viên mãn rốt ráo nhưng đây cũng là một thứ tịnh độ. Cái này gọi là phương tiện hữu dư. Phương tiện thì không phải là cứu cánh, hữu dư thì còn rơi rớt lại chút. Nếu mà nói ở các bậc tu chứng á, là các bậc thanh văn duyên giác á, đoạn được cái kiến hoặc cái tư hoặc, nhưng mà chưa hết vô minh hoặc, trần sa hoặc, hai cái đó nó còn ở trong các vị đó. Cho nên cái trường hợp đó gọi là phương tiện hữu dư. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói cái thực tế một chút để cho đại chúng nhận ra được cái tịnh độ của mình. Còn cái tịnh độ mà mình chết mình đi thì lâu quá, thôi giờ nói tịnh độ ngay trong cuộc sống này. Khi nào tâm mình lặng lẽ, sáng tỏ mọi việc, trường hợp đó gọi là thường tịch quan tịnh độ. Nhìn cuộc sống của mình hiện tại không thiếu gì hết, đó là do phước của mình. Cho nên an vui, bằng lòng chấp nhận với những cái chúng ta có, mà đặc biệt là những khi chúng ta đã nhận được những gì chúng ta có rồi, chúng ta không đua đòi quá đáng ngoài khả năng của mình. Chúng ta luôn luôn sống được với cái thật báo trang nghiêm độ của mình. Và đồng thời trong cuộc sống thỉnh thoảng có những cái vấn đề phương tiện chúng ta tạm dùng để chúng ta ứng dụng tạm thời trong cuộc sống của mình. Cái này gọi là phương tiện hữu dư. Như nãy giờ Pháp Hòa ví dụ, người tu nếu đã tâm tu, ở đâu ngồi cũng tu được hết. Nhưng bây giờ tâm mình chưa tỉnh trọn, cho nên nếu mình ngồi chỗ ồn sao tu? Các cái bậc mà thượng căn thượng trí, người ta ngồi ở quán bar, người ta vẫn niệm Phật được. Còn mình ngồi ở nhà yên lặng niệm Phật mà còn nghĩ lung tung, chứ đừng nói ra tới ngoài. Thấy không? Mình chưa, cái khả năng mình chưa đủ cái khả năng là ra ngồi ở sòng bài mà vẫn niệm Phật được. Mình thấy người ta niệm, người ta mà ngồi chơi bài mà mình niệm mà mình không chừng mình dòm dòm nó đánh con đó đó, sao đánh không chừng mình còn dòm ngó theo rồi mình biểu là đánh cái kia đánh cái nọ nữa. Cho mình chưa được như vậy thì phải tạm mượn những cái phương tiện, như là khung cảnh ở trong chùa, như là tiếng chuông tiếng mõ, như là sông chuỗi, như là chiếc áo tràng, hoặc là ăn chay mà chúng ta còn mượn phương tiện nấu món này món nọ để cho chúng ta dễ dàng trong cái đề ăn chay. Tất cả những cái đó đều là tịnh độ hết, nhưng mà phương tiện tịnh độ. Quý vị hiểu được ba thứ tịnh độ đó rồi. Bây giờ cái tịnh độ thứ tư, theo như cái lý tịnh độ tôi giải thích thì tịnh độ thứ tư này chính là tịnh độ của Phật Di Đà đó. Tịnh độ đó gọi là phàm thánh đồng cư. Phật Di Đà đang ở một cõi tịnh độ mà chúng ta thường gọi là Tây Phương Cực Lạc đó. Cái tịnh độ đó có cái tên nữa là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Tại sao gọi là phàm thánh đồng cư? Đức Phật A Di Đà, chư vị Bồ Tát, các vị thượng thiện nhân thánh chúng, các vị đã ở trên cảnh giới an lạc đó rồi. Nhưng mà
Có những chúng sanh ở dưới này được vãng sanh về cõi đó đó. Có những chúng sanh sanh về cõi đó mà chưa có được thượng phẩm thượng sanh. Có những người còn hạ phẩm hạ sinh. Thì rõ ràng mình cũng là một chúng sanh, nhưng mà được một chút công đức về cõi đó. Thì mình là người phàm mà nhập cư lên cõi thánh. Thì ở sao? Ở cõi đó gọi là phàm. Phàm là mình, thánh là các vị. Cõi tịnh độ đó pha trộn giữa hai chủng, là một là thánh, hai là phàm. Cho nên cõi tịnh độ Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc còn có cái tên nữa, gọi là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Quý vị hiểu được cái tịnh độ đó. Ở trong bốn thứ tịnh độ mà ba cái nãy Pháp Hòa nói đó, là khắp hết, ở đâu có thường tịch quang, thật báo trang nghiêm, phương tiện hữu dư. Nhưng có một cái tịnh độ có cái tên là phàm thánh đồng cư tịnh độ, ý chỉ cho cõi cực lạc của Phật A Di Đà mà lâu nay chúng ta thường muốn phát nguyện sanh về đó đó. Nguyện khi chết vãng sanh cực lạc đó. Cõi cực lạc có tên là phàm thánh đồng cư. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói cõi này có phàm thánh đồng cư không? Có những người tu hành miên mật, có những người còn trong cái phàm phu. Thôi thì bây giờ hôm nào đó mình buồn phiền ai đó thì mình nói cõi này là cõi phàm thánh đồng cư. Vì phàm thánh cho nên mình biết ai phàm ai thánh. Thôi vì tốt hết là gặp ai mình cũng xá, kính các vị đó là thánh đi, để mình không mang cái lỗi là gì, khinh khi, không mang một cái lỗi là coi thường người khác. Gặp ai mình cũng kính chào, vì có thể những vị đó người ta đang biểu lộ cái gì, biểu lộ cái tướng phàm để cho chúng ta tu tập. Quý vị hiểu ý không? Cho nên phàm thánh đồng cư cũng có thể là cõi của mình ở đây. Trên cái lý thì nói về cõi cực lạc của Phật Di Đà. Ở cái mặt thực tập thì chúng ta vẫn thấy cõi này vẫn là cõi của phàm thánh đồng cư. Bây giờ quý vị không tin, ở trong nhà mình coi. Có nhiều khi có những người tu tập đàng hoàng, nhưng mà mấy đứa con mình đôi khi nó cũng còn phàm lắm chứ. Rồi bây giờ không lẽ nó phàm mình bỏ nó ra sao? Mình thì tu quá chừng, con mình thì một không biết tu gì hết. Đó, ví dụ vậy là phàm thánh chung nhà nè. Thấy không? Nhưng mà bây giờ đâu phải vậy rồi. Mình đẩy họ hết ra. Mình đã chấp nhận tạo cõi tịnh độ thì ai mình cũng phải chấp nhận hết. Phàm thánh gì mình cũng người phàm mình cũng dung, để nhờ đó họ hướng tâm. Cho nên các vị mà thọ mà vãng sanh về cõi cực lạc mà ở trong hạ phẩm hạ sanh tu sao? Sao mà được cái phước tu vậy? Nếu như người về cõi đó chưa có thuần, chưa có được thành Phật đi, nhưng mà nhờ mỗi ngày nghe pháp, nhờ mỗi ngày nghe những lời thiện tri thức nhắc nhở, riết cũng phải tu. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ, giờ thử bây giờ quý vị vô chùa quý ở chừng tháng coi, không muốn tụng kinh cũng phải tụng. Sáng nào cũng tụng, người ta tụng từ sáng tới chiều ngày mấy thời. Giờ không muốn ăn chay cũng có gì để ăn nữa, tại đi tới lui chỗ nào cũng thức ăn chay không. Cho nên nhờ mình biết mình còn phàm, nhưng may mắn thay mình lọt vô cõi thánh mình ở, thì từ từ các cái bậc xung quanh mình cũng thổi mình lên làm thánh nữa, tại vì người ta ảnh hưởng. Nhưng mà nếu như tâm tu mình chưa vững, mình mới có một chút thánh nhỏ nhỏ thôi mà lọt xuống cái chỗ phàm mà ở thì sao? Mùng 3, mùng 7 mình cũng dính luôn. Mình không biết hút thuốc, ở chung chơi với người bạn hút thuốc, hút riết cũng phải hút. Mình không biết uống rượu mà người ta nhậu hoài mỗi ngày, rồi người ta biểu mình một ly, hai ly, uống riết cho biết uống. Tại mình không biết nói bậy, ở gần người chuyên môn chửi thề, hồi mình cũng gần, mình cũng giống nhau. Thành thử ra cái hạnh phúc là khi chúng ta là phàm nhưng mà chúng ta còn được gần bậc thiện tri thức. Cho nên đời này mình còn được cái duyên gặp được các vị thiện tri thức trong cuộc sống, thì mình phải biết rằng cái đó là một chút phước của mình còn, bởi vì mình gần gũi được cái người thiện người lành đâu phải dễ. Cho nên hồi xưa người ta nói gần sơn thì dính tai đen, gần ánh đèn thì lâu mình cũng được tỏ sáng. Mình gần cái gì thì mình lấy cái đó. Mình đi vô trong cái chỗ mà ta chuyên môn làm hương làm nhang, áo quần mình nó ít nhiều nó cũng thấm được cái mùi hương mùi nhang. Hôm nào quý vị đi ăn nhà hàng,
mà vô một cái nhà hàng nào mà cái bút máy hút họ yếu, cái nhà bếp họ mà nấu mà nó lan cái mùi ra, ăn một ăn tiệc trong cái nhà hàng đó về áo quần mình nó cũng tẩm cái mùi đó, tại nó hít cái mùi đó. Thì ở đâu cũng vậy, mình gần đâu thì mình sẽ chịu cái ảnh hưởng cái đó. Thì thôi bây giờ qua bốn cái câu mà tịnh độ, bốn cái chữ, bốn loại tịnh độ, và thưa với đại chúng mà đại chúng nhớ ha, thường tịnh quan tịnh độ ý muốn nói là sự lặng lẽ của tâm mình. Tâm mình lặng lẽ nhưng mà lúc nào trí tuệ mình vẫn sáng tỏ như vậy là thường tịnh quan tịnh độ. Người tu mà ham vui khó tu lắm. Thí dụ như lâu lâu tập hợp đông vui vậy chứ ngày nào cũng rần rần sao tu, phải không? Nếu mà mình tu mà mình chấp nhận được ở nhà một mình hay là ở chùa một mình, trong lúc không có ai hết mà mình vẫn vui với cái niềm vui tĩnh lạc như vậy đó, không có, nếu mà mình cảm thấy trời buồn quá để kiếm ai nói phone coi là mình biết thường tịnh của mình nó không thường hết nha. Khi nào mình ở nhà một mình dọn dẹp hoặc đọc sách hoặc là nằm nghỉ ngơi, nói chung là ở nhà một mình mà không cảm giác buồn bã gì hết, mình vẫn tĩnh lặng được như vậy, lúc đó mình biết mình có được cái tịnh độ thứ nhất là thường tịnh quan tịnh độ. Rồi lúc nào mình cũng nhận biết rằng cái phước mình có, cho nên đời sống vật chất của mình không có thiếu gì hết. Đó là mình biết rằng mình có cái tịnh độ thứ hai là gì? Thật báo trang nghiêm tịnh độ. Phải không? Rồi mình biết rằng tuy những cái phiền não thô mình giảm được, nhưng mà những cái phiền não vi tế mình chưa giảm. Hay là nói cách khác là mình sống ở trong đời mình cũng còn nương vào những cái phương tiện để chúng ta tu tập tinh chuyên hơn, thì chúng ta đang ở trong tịnh độ thứ ba là gì? Phương tiện hữu dư tịnh độ. Rồi đến một cái nữa là chúng ta nhận biết xung quanh mình ai có người tốt, có người xấu, có người dễ thương, cũng có người chưa dễ thương. Chưa dễ thương thôi chứ không phải dễ ghét. Nếu mình nói ai cũng dễ ghét hết, bây giờ mình đổi chữ lại, người dễ thương và người chưa dễ thương, nghĩa là có ngày sẽ được dễ thương. Cho nên ai hỏi Pháp Hòa làm gì, Pháp Hòa ít khi nào nói tôi không bao giờ, nói dạ chưa, biết đâu chừng mai mốt mình làm cho ta nói ta cười mình sao. Như thành nữ ra khôn, đừng nói không, nói chưa. Giống như ai hỏi Hòa có đi Việt Nam không, nói tôi không bao giờ đi cũng được, nói tôi chưa đi. Mà thiệt 30 năm rồi chưa đi, 30 năm rồi chưa về Việt Nam. Cho nên giờ nói tôi chưa về Việt Nam, chứ mà không có nói là tôi không bao giờ về quê mình sống về, nhưng mà chưa biết lúc nào về được thôi. Thì mình nói là tôi chưa về. Thở đây cũng vậy, chúng ta nên nhớ rằng tịnh độ, tịnh là vắng lặng, độ là cái cõi, cái nơi, cái chốn, cái quốc độ đó. Ai cũng có một tịnh độ của mình, phải không? Thí dụ như bây giờ đãi đại chúng mỗi người một tô bún, nhưng mà người đói bụng á ăn ngon hơn cái người no hoặc là cái người không đói lắm, đúng không? Cũng là ăn tô bún mà cái người mà ăn trò xong ngon quá chừng quá đó, ăn mà hít hà khen ngon, tại sao? Tại đói. Như vậy thì tịnh độ của người này hoàn toàn thường tịnh. Còn tịnh độ của mình no rồi bắt ăn, nể cả phải ăn nhưng mà không enjoy lắm, không thật sự thưởng thức lắm. Mà cái người đói là họ thưởng thức tới hết tô luôn, thì người này đang enjoy tịnh độ 100%. Còn mình là tịnh độ 50%. Thì nói chung rằng tịnh độ là nơi chốn, chúng ta đều có tịnh độ này ở ngay trong cuộc sống của mình. Còn nếu mà giải thích theo kinh điển, những cảnh giới của chư Phật, thì chư Phật thường sống trong lặng lẽ, cái đó là thường tịnh quan. Chư Phật có phước báo cho nên cõi giới của các ngài luôn luôn trang nghiêm đẹp đẽ, đó là thật báo trang nghiêm. Những bậc thanh văn duyên giác chưa làm Phật nhưng cũng có tịnh độ của chính mình, vì các ngài tuy chưa trừ được vô minh và trần sa nghiệp phiền não, nhưng cái thô như là phiền não về cái thấy, phiền não về cái tư duy các ngài giảm được, cho nên các ngài vẫn có tịnh độ của các ngài. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như mình tu, tuy mình chưa dám nói mình là người tu giỏi,
Nhưng mà từ ngày quý vị biết Phật Pháp, biết chút ít sửa đổi tâm tánh mình, quý vị có thấy nhà mình hay là bản thân mình có an lạc hơn? Đó, cái đó là gì? Là phương tiện hữu dư. Mặc dù mình chưa rốt ráo, chưa hoàn toàn như chư Phật, nhưng mà mình có khá hơn khi mình chưa biết gì. Cái đó là phương tiện hữu dư. Rồi từ đó chúng ta nhận ra rằng trong cái cõi giới chúng ta đang sống đây, người tốt, người xấu, người thánh, người phàm lẫn lộn, thôi thì ai chúng ta cũng kinh, cung kính, trân trọng. Nhờ vậy chúng ta không có bị mất cái phước là khinh khi người khác. Vì chúng ta nhận ra rằng cõi này cũng có thể gọi là gì phàm thánh đồng cư tịnh độ. Có vài giải thích bốn cõi tịnh độ đó mà ai cũng có. Ngày mai mốt mình nhớ là khi nào lúc gặp chuyện gì mình nhớ là mình cũng có cái tịnh độ đó, chứ không phải là không có, không phải chỉ có chư Phật. Câu hỏi kế: nếu một người thầy thấy hai đệ tử của mình, hai vợ chồng có cảnh duyên đang tu tại gia, thì thầy có nên khuyên hai đệ tử xuất gia hay không? Này, không có ai muốn đi tu phải không? Thưa đại chúng, nếu quý vị có nghe cái bài Pháp Hòa nói đó ở bên Mỹ, quyến thuộc nhiệm màu, thì đại chúng sẽ biết rằng mình nhớ là khi mà hai vợ chồng mà phát tâm mà tu được thì tốt, nhưng mà không nhất thiết là phải xuất gia. Mình có thể tu tại gia để mình làm sao mình hướng dẫn được con cháu trong gia đình và vẫn giữ được cái hạnh nguyện của người cư sĩ hộ trì Phật Pháp, trừ trường hợp hai vợ chồng đã ổn định con cái, mọi việc ổn định hết rồi, bây giờ có thể đi tới một bước xa hơn nữa là đồng phát tâm xuất gia để làm những người tu sĩ trực tiếp học hành Phật Pháp và truyền dạy Phật Pháp cho người khác, được thì tốt. Còn nếu như không thì mình cứ giữ cái hạnh nguyện của mình ở tại gia mà tu không có sao cả. Cái quan trọng là mình phải biết được cái hoàn cảnh của mình. Nếu hai vợ chồng tuy đồng lòng tu mà con cái mình chưa lo xong, rủ nhau đi tu hết cũng không được. Bỏ nó ai lo? Rồi mình không lo nó, rồi nó nửa chừng gì mắc nợ nó, đời sau tiếp tục ra trả nó cho nó nữa. Thôi giờ còn duyên thì lo cho nó xong, rồi khi nó hoàn tất rồi mình tu không có muộn. Có hai vợ chồng hồi nãy đám cưới đó muốn lên gặp thầy một chút, please come. Đây. I just introduced you both to the community earlier. Yeah, almost there, or family. Ah, yeah. Sorry that we leave early because okay. my daddy is flying, so. We want to say bye. Thank you. Thank you, Olaf. Thank you. We have just little for you help us and for you. It's nothing. But, thank you. Okay. Just to cho mấy cái món. I hope you like it. And one for you. Yes. Thank you. Thank you. I don't know when we see us again. I will see you soon. I hope. Yes. Thank you. Yeah. Thank you. Quý vị thấy cái mỏ này với cái mỏ này, nói cái mỏ này chưa đủ thêm mỏ này.
Có những người người ta đâu có cần đi xuất gia, người ta là một cặp vợ chồng nương nhau tu tập ở ngoài và người ta hộ trì tam bảo đắc lực cũng là tốt thôi. Còn nếu mà mình hoàn tất được công việc gia đình, bổn phận, đặc biệt là với con cái của mình, hay là hoàn, tại vì mỗi người mỗi hoàn cảnh, có nhiều khi người ta xong được con cái nhưng mà ta chưa lo được cho cha mẹ già cũng khó tu được, phải không? Thành thử đã lo cho cha mẹ già xong rồi mình tu cũng không muộn. Nói chung là không thể khuyên nếu chúng ta không rõ được hoàn cảnh của mỗi người. Và đồng thời cái thứ hai là quý vị cũng nên nhớ là thí dụ quý thầy có gặp mình khuyên mình đi xuất gia chẳng qua là một lời khuyên tấn, nhưng mà tự mình phải biết được cái duyên cảnh của mọi người mà chúng ta quyết định, chứ không phải thầy nói vậy cái mình đi rồi cái hỏi sao vậy, nó tại thầy không biểu. Thầy khuyên là một khuyên, nhưng mà mình tự phải biết cái hoàn cảnh của mình chứ, phải không? Giống như có kỳ độ mà cũng kể, có một cô gặp Pháp Hòa hỏi có định ra đời không. Hỏi Pháp Hòa chỉ tu mà có định ra đời không. Rồi xong rồi cuối cùng thấy mình là quyết chí mình tu quá không xong, rồi cô mới viết cái số phone, cô ghi trong tờ giấy rồi cô nhét vô tay, cô nói khi nào đổi ý kiếm cổ. Nếu mà người ta không lẽ người ta tốt vậy rồi cái mình nói à để tôi lưu lại để khi nào tôi đổi ý tôi kiếm, không. Cái lòng tốt người ta, ta đưa số phone là một chuyện, còn mình cũng phone người ta hay không là một chuyện nữa, không. Chưa. Chưa. Nói vậy cho chắc ăn rồi. Thôi quý vị cũng ráng cầu cho không nha. Kính thưa thầy, theo phong tục Việt Nam, khi cha mẹ qua đời, con cháu mặc đồ trắng để tang. Con gái thì che mặt, con dâu không che mặt. Hôm trước Pháp Hòa có giải thích về cái ý nghĩa để tang trong một cái bài giảng gọi là Phật tử và tang chế. Ở đây qua cái câu hỏi là con dâu thì tại sao khi mà để cái tang là đội như cái mão đó, thì con dâu thì bẻ lên, con gái thì phủ xuống. Cái này nó cũng là cái phong tục thôi. Bởi vì người con gái khi sanh ra rồi gả cho gia đình người khác, rồi ở gia đình đó làm dâu lo phục vụ cho cha mẹ chồng rất là trọn vẹn, nhưng bù lại thì thiếu cái bổn phận đối với cha mẹ ruột của mình. Cho nên khi cha mẹ mình mất, mình trở về mình thọ tang cho cha mẹ, mình xấu hổ, mình làm con gái mà mình không có lo tròn được cho cha mẹ, cho nên cái khăn che đó phủ xuống, ý nó là xấu hổ che mặt. Còn người con dâu thì nói rằng mình là con gái nhà người khác, nhưng mình đã về đây mình chăm sóc cha mẹ chồng của mình một cách trọn vẹn, cho nên mình rất là hãnh diện, cho nên mình bẻ cái khăn trắng lên, là ý nói là mình hãnh diện, mình là một người ngoài mà lo được cho cha mẹ chồng đến nơi đến chốn. Còn người con gái ruột khi trở về nhà cha mẹ mình mất thì nghĩ rằng mình xấu hổ vì mình không lo tròn cái đạo hiếu của mình đối với cha mẹ. Đó là cái phong tục thôi. Không, ngày nay không có ai có thời giờ để ngồi may mấy cái mũ đó nữa. Cho nên rồi giờ con gái, con trai, dâu rể gì cũng chỉ là một cái khăn bịch trên đầu thôi. Chứ ngày xưa theo để tang, theo ngày xưa rất là quy củ. Một là không được, không có được may áo tang bà đường chỉ nó quá chặt, phải may cho thưa, thấy không? Bởi vì tang là tạm, may chặt nghĩa là khít, cho nên may cho thưa để nửa xả tang sổ nó dễ. Cái thứ hai là không được bẻ lai, phải sổ cái lai để khi mình đi tới lui nó chỉ rồi nó tưa ra, ý muốn nói sự đau khổ không ta tha thiết về để mặc đồ đẹp lắm. Mà đồng thời con trai trước khi để tang phải đi hớt tóc, theo hớt tóc cho cao cho gọn, bởi vì trong thời gian cư tang ít nhất là 49 ngày là không được đi hớt tóc, phải để tóc để râu để gọi là trả hiếu cho cha mẹ. Nói chung là nếu chúng ta giữ một cái phong tục truyền thống của Việt Nam thì rất rất nhiều thứ, tại vì không phải Việt Nam không mà mình còn ảnh hưởng phong tục bên Trung Hoa nữa,
Cho nên nhiều khi mỗi một gia đình biết bao nhiêu những cái phong tục trong đó mà pha trộn. Bây giờ là mình nó là Á Đông thôi, chứ còn Việt Nam thuần tí cũng khó, hay là Hoa không, tại vì mình đủ thứ những cái lễ nghi trong đó. Thì tại nhưng mà tại sao chúng ta lại để khăn tăng màu trắng mà chúng ta không để khăn tăng đen như là phương Tây? Thường thường người Tây phương là người ta mua cái miếng von đen á, ta phủ trên đầu thôi. Còn tại sao Việt Nam mình để khăn trắng? Bởi vì cái màu trắng là cái màu trong sạch, ý muốn chúc nguyện cho người thân mình sạch nghiệp, tiêu những cái nghiệp chướng, sạch sẽ những cái nghiệp chướng để người đó có thể vãng sanh hay là đi siêu thoát, thí dụ vậy. Cho nên để khăn trắng hoặc áo trắng. Việt Nam mình á thì tang chế thì màu trắng, còn những lễ khác thì không thích màu trắng. Nhưng mà ngược lại phương Tây, đám cưới hoàn toàn màu trắng, vì màu trắng trong cái ngày cưới là tượng trưng cho tinh khiết, là trong sạch. Cho nên màu trắng, đại chúng đừng có bị cái màu trắng nó làm mình khó chịu, thấy không? Màu trắng là một màu trong sạch tinh khiết thôi. Ví dụ như thời xưa các đệ tử của Phật đều mặc áo trắng đi chùa hết. Cho nên ngày xưa được gọi là bạch y cư sĩ, tức là những người tại gia cư sĩ mặc áo trắng. Ngày nay quý vị đi qua bên Tích Lan, quý vị sẽ thấy rằng chùa Phật tử mặc đồ trắng không. Đi vô chùa mà nếu mà lễ đó 10.000 Phật tử, quý vị sẽ thấy nguyên một rừng người màu trắng. Nếu người nữ quấn sarong trắng, mặc áo trắng, một người nam cũng quấn sarong trắng, mặc áo sơ mi trắng, và thậm chí có những người còn làm thêm một cái khăn trắng phủ lên vai. Bởi vì áo màu trắng là trong sạch, là tinh khiết. Cho nên chúng ta trong kinh có cái câu là bạch y cư sĩ, những người cư sĩ mặc áo trắng. Đồng thời ở nhà tại gia của Phật tử người Tích Lan, nhà nào cũng phải có vài tấm ra màu trắng. Khi chư tăng tới nhà, lập tức chạy vô trong nhà lấy cái tấm ra trắng trải lên cái ghế ngồi liền. Và cái ghế đó sẽ được mời chư tăng ngồi, chứ không để chư tăng ngồi cái ghế bình thường của mình. Lúc nào cái ghế nào đã trải ghế khăn ra trắng là để thỉnh chư tăng ngồi, tượng trưng cho trong sạch. Pháp Hòa qua Tích Lan ở 10 ngày thì đi với mấy anh người Tích Lan. Lúc nào trong xe máy ảnh, trong vỏ máy ảnh cũng có tấm ra trắng. Hễ trên đường đi mà tấp vô chỗ nào ăn, dừng xe lại là mấy ảnh nhảy vô nhà hàng trước. Cái bàn nào mà ấy rồi là trải khăn trắng lên, trải cái khăn trắng lên cái ghế đó liền. Rồi mình bước vô mình biết cái khăn nào trải có khăn trắng là biết cái ghế đó của mình ngồi. Vì đó là cái phong tục người ta kính trọng chư tăng. Dù là người dân Tích Lan, nếu mà là một người đạo Phật đều biết cái phong tục đó hết. Nên là đi với mình là lúc nào trong áo, trong vỏ mấy ảnh cũng có cái tấm da trắng hết. Hễ tới đâu ngồi là đều trải tấm ra đó ra để cho quý thầy ngồi. Thì Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng đừng có dị ứng. Mình là Phật tử rồi, không có cái gì mà tin, không có gì là xui xẻo trong cái vấn đề trắng đỏ gì cả. Mình là một cái người mà sống có chánh kiến, chánh tư duy, không? Thì chúng ta không có gì phải sợ màu trắng. Thí dụ như Đức Quan Âm, chúng ta thường gọi Ngài là gì? Bạch y Quán Thế Âm, nghĩa là Đức Quan Âm mặc áo trắng. Thì màu trắng là màu tinh khiết trong sạch, chứ có gì đâu sợ. Thật ra nếu mình hiểu được cái ý nghĩa rồi, quý vị đừng có sợ gì cả. Không, ngày xưa quý thầy ở chùa ở Việt Nam, quý vị biết đâu có tiền mà mua vải mặc đâu. Những cái đám tang Phật tử vô chùa làm lễ xong, lúc mà xả tang á, xin hết khăn tang lại rồi sổ ra xong rồi làm thành một miếng vải kết lại. Sau khi kết tất cả những tấm vải tan nó lại rồi, đi nhuộm cái màu măng cục để cho nó thành cái màu nâu sòng đó, hoặc là vỏ cây sòng hoặc là măng cục, rồi nhuộm xong rồi mới cắt quần áo mai mặc, mà tất cả toàn bằng vải tan, chứ đâu có tiền mua quần áo. Hồi ở Việt Nam mà thời mà nghèo, tất cả các chùa ở Việt Nam đều là các thầy đều là mặc đồ quần áo bằng vải tang của Phật tử cả. Thì Pháp Hòa nói thêm chút vậy cho đại chúng biết được cái ý nghĩa đó, rồi sau này chúng ta không có gì phải lo sợ khi chúng ta phải gặp cái màu trắng.
Kính chúc quý vị vạn sự kiết tường như ý. Kính xin thầy giải thích hai chữ kiết tường. Chữ kiết tường á, có khi đọc là cát tường. Mà nghĩa của chữ cát tường là gì? Là an lành. An lành, mọi cái điều gì tốt đẹp thì tiếng Hán gọi là cát tường hay là kiết tường. Chữ kết á, chữ kiết hay chữ kết á, nó có cái nghĩa là chúng ta gom lại những cái gì an lành, chúng ta đều kết lại. Thí dụ như là mình gọi là kết duyên. người này duyên này, người kia duyên, hai người gặp nhau thì kết cái duyên với nhau. Thì bây giờ chúng ta cũng mong mỏi những cái điều lành thiện chúng ta gom lại để thành một cái kiết tường. Cho nên thí dụ mình tụng cái bài kinh đó, hiện thành mây báo kiết tường, chư Phật rõ biết ngọn hương chí thành. Tức là cái khói hương mà mình dâng lên cúng cho Phật, bây giờ khói hương này bốc lên và sẽ kết thành những cái án mây lành, án mây an lành để mà che chở cho tất cả chúng ta. Thì chúng ta làm gì chúng ta cũng mong có cái sự cát tường hay là kiết tường. Chữ kiết hay chữ cát nó giống nhau, có nghĩa là tốt, lành. Vậy thôi. Vì bận rộn công ăn việc làm và gia đình con cái nên không có thời khóa tu nhất định trong ngày. Nếu con sử dụng thời gian 30 phút chạy xe hơi tới chỗ làm và khi đi về để niệm Phật tụng kinh, vậy có lợi lạc hay không? Được gì không thầy? Dạ được chứ, được 30 phút tu. Thưa đại chúng, là như là như xưa nay Pháp Hòa cũng thường nói đó, dĩ nhiên là mình khuyến khích có một thời khóa ở trước bàn Phật nếu có thời gian. Nhưng đây cũng là một thời khóa đây. Thời khóa của mình tu trong khi mình lái xe đi về từ sở và từ sở tới chỗ làm. Tu trong mọi hoàn cảnh, chứ không phải là khi nào mình tu trước bàn Phật, tu ở trong chùa thì mới gọi là tu. Không lẽ bây giờ nói đi ra chợ gặp người ta mắng mình, mình nói chợ không phải chỗ tu để tôi chửi nó, khi nào tôi nhịn nó trong chùa đó, không? Tu là chỉnh là sửa, mà chỗ nào mà cần mình chỉnh sửa là tỉnh chữa liền chứ không có đợi. Như vậy thì chính những cái chỗ bận rộn, những cái chỗ mà rối rắm thì cái tu nó lại càng phải thực hiện nhiều hơn nữa. Còn ở trong chùa mà không ai chọc mình hết thì không nói tu cũng đã tu, vì có ai chọc ghẹo gì đâu phải tu gì nữa. Còn mình ra chợ ra đường, người này đụng chạm người kia nói mình, chỗ đó mới chỗ mình tu. Giống như Pháp Hòa ví dụ, mình lái xe rộng đường thênh thang không có ai thì cứ lái bình thường thôi, chứ đâu có gì mà phải quan tâm nữa. Nhưng mà nếu mình lái xe chỗ nào mà xe nhiều, mà xe đông qua lại, thì lúc đó chúng ta phải nhìn kiến, nhìn vai, nhìn đèn, vân vân, để chúng ta không bị những cái trở ngại. Thì chỗ khi nào đông đảo thì cái chỗ lái xe phải cẩn thận. Tu cũng vậy, nếu mình ở yên một mình thì đâu cần gì để không tu mà đã tu, phải không? Còn cái trường hợp á, mình ra cái chỗ chợ búa đông người, lời qua tiếng lại, người này người kia, lúc đó chữ tu nó mới triển lộ cho mình hơn nữa. Cho nên thưa đại chúng, quý vị đừng sợ giữ giới. Pháp Hòa nói nè, ngày thường mình đâu có giết người hại vật, đúng không? Mình cũng chẳng ăn chắc ăn trộm của ai. Gia đình mình đang hạnh phúc, mình cũng chẳng tà hạnh ngoại tình với ai. Mình cũng không đâm thọc nói dối lường gạt với ai. Mình cũng không rượu chè cờ bạc với ai. Vậy thì bây giờ người ta biểu mình thọ giới, thôi tôi không dám đâu, thọ giới rồi sợ mất tự do. Bình thường mình không thọ mình cũng đã giữ rồi. Cho nên khi mình thọ, thật sự ra tu là những cái giới nào mình chưa có giữ thôi, chứ còn bình thường đã giữ rồi thì cái này chỉ là cái lễ để cho mình thêm cái phần lễ nghi mà mình phát nguyện một cách vững chãi rõ ràng, từ nay con không làm. Nhưng mà khi mình uống rượu đó mà mình nhận trong những cái buổi tiệc vì xã giao, mình uống một miếng và là xã giao, thì cái đó là chuyện thường trong cuộc sống. Còn như chúng ta tập cho mình một thói quen ngày nào cũng uống,
Phải không? Uống riết tới mình ghiền, không có mình chịu nổi, cái này mới là lỗi. Tức là cái gì mà làm chúng ta mất tự chủ, không còn tự chủ được bản thân, giờ giấc, công việc của mình, thì cái này nó rơi vào cái giới thứ năm. Còn vì xã giao trong cuộc sống, đi đám cưới, đám hỏi, mình uống một miếng để gọi là chúc mừng cho người bạn của mình thì không có gì lỗi cả. Sẵn đây qua trả lời câu hỏi đó luôn, do một Phật tử hôm trước có đưa lên thọ giới, ngũ giới rồi mà lỡ tiệc tùng thì uống một miếng có sao không vậy đó. Quý vị cứ tu trong cái hoàn cảnh của mình, giống như vị Phật tử này vậy đó. Mình cứ tu trong hoàn cảnh của mình. Giờ mình về nhà không có lo tu. Bây giờ nếu mà nói rằng trong xe tu không được thì ở đâu mình tu được? Rồi bây giờ quý vị thấy trong xe mình có treo Phật không? Mình cũng có treo Phật, thì trong xe mình là một đạo tràng rồi đó. Cho nên là lúc nào ở trong xe mình cũng có một tượng Phật, là coi như là mình cũng có cái đạo tràng nhỏ nhỏ của mình nữa. Hồi nhỏ mà đi học, bước ra khỏi nhà là tụng kinh, tụng cho tới trường. Ra khỏi trường là miệng lăm râm tụng kinh dài cho tới trường học. Ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy hết. Cứ hễ ra khỏi nhà là tụng kinh. Mà Pháp Hòa thích nhất là tụng sám hối. Từ nhỏ là thích tụng kinh sám hối. Cho nên á, bước ra khỏi nhà là tụng nguyên thời sám hối. Nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật, Nam mô thi khí Phật, Nam mô tỳ xá phù Phật. Niệm các danh hiệu Phật giống như mình đảnh lễ vậy đó. Xong rồi hôm nay tụng một bài sám: đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê. Ngày mai tụng bài sám khác, ngày mai tụng bài sám khác: đệ tử chúng con quỳ trước điện, chí tâm đảnh lễ đến từ tôn. Đã bao phen sanh tử dập dồn, trôi lăn mãi trong vòng lục đạo. Mỗi ngày tụng bài sám 7 ngày, 5 ngày đi học là tụng 5 bài sám. Cho nên mình tu trong mỗi giờ, mỗi phút của mình thôi. Ngay cả khi Pháp Hòa học kinh, học giới cũng vậy, có thì giờ đâu, toàn là học trên xe bus không, toàn là học ở trạm xe bus. Cái lúc mà ngồi chờ xe là bóc sách, bóc kinh ra ngồi đọc, toàn là học như vậy. Rồi cho đến bây giờ cũng vậy, đâu có thì giờ, về tới nhà thì bao nhiêu là việc chùa. Rồi những lúc mà đi giảng như vậy rồi thời gian đâu mà nghiên cứu, toàn là nghiên cứu ở phi trường. Những lúc chờ máy bay, lên ngồi chờ máy bay. Cho nên cái thời gian của Pháp Hòa hoàn toàn tận dụng cho những cái công việc của mình. Ngoài ở chùa thì lo Phật sự, ra khỏi chùa, lên xe thì nghỉ ngơi, còn ở trong phi trường hay ngồi trong phi trường, hay những ngày này nè, những lúc mà về trong phòng mà rảnh rỗi là toàn là chuẩn bị cho những công việc. Ví dụ coi lại những cái tài liệu, hay là đọc lại những cái tài liệu mình muốn nói, nghiên cứu, thí dụ vậy. Cho nên quý vị cứ yên tâm, tu là chỉnh sửa. Mà trong Phật giáo không phải, quý vị cứ nhớ là đạo Phật không phải chỉ thuần túy là một tôn giáo, mà là một cái phương pháp chúng ta chỉnh sửa thân tâm mình. Thì giây phút nào chúng ta tỉnh giác, chúng ta muốn chỉnh sửa đều được hết. Chỉnh sửa từ trong xe. Bây giờ mình nhờ tụng một thời kinh như vậy đó, cái miệng mình không có nói tùm lum tà la, ý mình không có khởi tùm lum tà la. Ví dụ như mình trên xe mình mở nhạc đi, trong nhà trong xe mà họ hát nhạc cái mình ngoài này mình hát theo. Còn bây giờ mình mở băng tụng kinh thế này mình tụng theo, tốt thôi có sao đâu. Bình thường mình không có tụng kinh, mình toàn là hát theo nhạc không à. Bây giờ thôi đủ rồi, mấy chục năm nghe nhạc nhiều đó cũng được rồi. Thấy không? Giờ mình phần lớn thời gian mình còn lại mình để mình đọc kinh, tốt, không có gì trở ngại. Bây giờ trong này có một cô Phật tử ghi trong này là 12 câu hỏi. Dĩ nhiên là không có hết, không có đủ giờ để nói hết đâu nha. Bây giờ Pháp Hòa chỉ nói được vài câu trong này, hết giờ thì mình nghỉ. Hiện nay các chùa Việt Nam trên thế giới hay tổ chức lập đàn chẩn tế siêu độ vong nhân. Trong buổi lễ, thầy ngồi đàn, tay bắt ấn, y áo lè loẹt, các thầy phía dưới tán tụng đến vài tiếng đồng hồ. Sau buổi lễ thì phát lộc ban chẩn, thầy đứng trên chiếc ghế, tay cầm nước cam lồ rưới xuống. Chúng sanh tranh nhau để lấy nước thánh và quả phẩm gạo vất vải tung tóe từ trong chánh điện ra đến ngoài ngõ, tạo nên khung cảnh hỗn loạn trong chùa. Vậy thì âm siêu dương thới chăng? Giờ nói tới vụ cúng cô hồn đó. Trước khi mình nói cái này, Pháp Hòa nói nguồn gốc một chút.
cái cuốn cô hồn mà quý vị thấy đó, mà thỉnh thoảng hay gọi là chẩn tế đó, thì cái tên đùi đầy đủ của cái lễ cúng này á, người ta thường gọi là trai đàn chẩn tế, có khi gọi là thủy lục trai đàn. Chữ trai đàn có nghĩa là đàn, cái đàn tràng cúng chay cho các loại âm linh cô hồn vất vưởng, không nơi nương tựa, không có ai thờ tự. Mà tại sao gọi là thủy lục? Chữ thủy nghĩa là nước, chữ lục là trên đường bộ, tức là những người chết ở dưới nước hoặc là chết ở trên mặt nước, trên đường bộ, trên mặt đường. Khi chúng ta cúng cái lễ này là mục đích là chúng ta đem cái lòng từ bi chan rãi cho tất cả mọi người. Đạo Phật là đạo từ bi, mà từ bi thì không phải chỉ cứu người, cứu người sống, mà còn nghĩ tưởng tới người chết. Mà khi nói tới cúng tế cho người chết thì không thể thiếu được cái lễ nghi trong Phật giáo. Bởi vì trong Phật giáo cứu sanh độ tử, độ tử cứu sanh là chuyện đạo Phật thường làm. Cái lễ này nguyên thủy thời Phật không có, đây là do ngài Đạo An cũng như chư tổ có thẩm định, có nói, có xác định lại là cái lễ này thời Phật không có. Đến khi đời nhà Đường, vua Trần, vua Đường Huyền Tôn, ông ra lệnh là mỗi quận ở trong thời đại đó đó xây một chùa, mỗi quận đều phải có một cái chùa, và tất cả đồng đặt tên chùa là chùa Khai Nguyên. Khai Nguyên tức là cái niên hiệu của ông, niên hiệu thứ nhì của vua. Tại ngày xưa mỗi một vua là có một cái niên hiệu, thì Khai Nguyên là cái niên hiệu thứ nhì của vua Đường Huyền Tôn. Khi mà đến cái loạn An Lộc Sơn, quý vị nào mà đọc sử Đường là biết hết, cái loạn của An Lộc Sơn kéo dài một năm, và khi mọi việc ổn định thì vô số người chết trong một năm vừa qua. Cho nên vua Đường mới ban lệnh tất cả những ngôi chùa do vua xây có tên là Khai Nguyên đều nên cung thỉnh chư đại đức tăng về để mà thiết đàn lập đàn cầu siêu cho những người lính, những người dân chết trong cái cuộc chiến đó, đồng thời đem cơm gạo, thức ăn, quần áo cứu giúp cho những gia đình nạn nhân để an ủi họ. Họ là những người mất người thân trong cái loạn của An Lộc Sơn một năm qua. Từ đó nhân dân Trung Quốc cũng bắt chước cái truyền thống này, hễ gia đình có người mất thì thỉnh chư tăng đến để cầu siêu lập đàn siêu độ. Cái nghi thức mà chúng ta đang tụng ở trong chùa ngày nay, chúng ta có cái tên là Mông Sơn Thí Thực. Không biết quý vị nào mà thường về chùa tụng công phu với chùa là quý vị sẽ biết cái nghi thức đó. Thì cái Mông Sơn Thí Thực á, chữ Mông Sơn là gì? Mông Sơn là tên của một ngọn núi ở tỉnh Tứ Xuyên ở Trung Quốc, do một vị tổ ở trên cái núi đó. Vị tổ đó có hiệu là Bất Không. Ngài đã soạn cái nghi thức cúng này dựa theo những cái kinh điển mật giáo, soạn thành một nghi thức cúng cô hồn để cho các chùa sử dụng, và lấy cái tên núi đặt cho cái nghi thức là Mông Sơn Thí Thực. Như vậy thì Mông Sơn là tên của ngọn núi, và vị tổ soạn cái bài kinh này là Ngài Bất Không. Và cái nghi thức này bây giờ còn được sử dụng từ trong truyền thống Trung Hoa qua tới Việt Nam. Và đại chúng nhớ là mình ảnh hưởng người Trung Quốc nhiều thứ lắm, những kinh điển truyền thống thì rất là nhiều. Cái nghi thức cúng này mình cũng chưa xác định là nó sang Việt Nam năm nào, nhưng mà các vị nghiên cứu thì người ta nghĩ rằng sang từ thời nhà Lý. Bởi vì sau này đọc một số tài liệu thì trong thời nhà Lý có nhắc đến những cái trai đàn này. Nói tóm lại,
trai đàn thủy lục, nghĩa là một nghi thức cúng tế cho các người âm để thể hiện lòng từ bi thương xót họ đang vất vưởng trong cảnh đói khổ. Họ là người, những người chết chìm dưới nước hoặc là do tai nạn xe cộ họ chết ở trên mặt đất. Vì lòng từ bi mà chúng ta thể hiện. Chữ bình đẳng là gì? Là không có phân biệt, cúng cho họ không có phân biệt. Và muốn cúng tế cho họ ăn thì chúng ta đều thuyết pháp, nói kinh, mượn lời Phật dạy, rồi sau đó cúng cho họ. Và cái nghi thức này được chư tổ soạn, chứ Phật không có nói nghi thức này. Do chư tổ soạn ra thôi, soạn thành một cái nghi thức để cho nó thành cái lễ nghi cúng. Và cứ mỗi năm, mỗi một thời đại là có chư tổ thêm vào những cái ý tứ trong đó, từ từ để cho nó hoàn chỉnh thành một nghi thức. Và rất nhiều những cái lễ nghi trong đó ảnh hưởng Phật giáo. Đại chúng nhớ là trong Phật giáo, đức kinh điển của Đức Phật được chia ra thành nhiều, ví dụ như là Tiệm giáo, Đốn giáo, Viên giáo. Trong này có một cái gọi là Hiển giáo. Hiển giáo là gì? Những kinh điển dạy rõ ràng cho chúng ta phương pháp để tu. Cái trường hợp đó gọi là Hiển giáo. Ví dụ như kinh gì? Thí dụ như bây giờ kinh Phước Đức. Phật dạy người muốn có phước, người muốn để biết rằng làm sao mình có phước thì hãy nhìn ra như thế này: lánh xa kẻ xấu ác, nên thân cận người hiền, cung kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Những cái kinh mà nói rõ ràng cái cách tu tập cho mình, kinh đó gọi là hiển giáo. Hiển là hiển bày, lộ, trình bày ra một cách rõ ràng. Giáo là dạy dỗ cho chúng ta rõ ràng cách thức tu, gọi là hiển giáo. Còn như trường hợp là trì chú bắt ấn, cái đó gọi là mật giáo. Mật giáo. Còn những giáo nghĩa nào mà viên rất là rốt ráo chỉ thẳng cho chúng ta cái đạo lý, là chúng ta nhận ra chúng ta cũng có Phật tánh, thành Phật giác ngộ, như là kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, những kinh đó là kinh viên giáo. Viên giáo là gì? Tức là lời dạy cho mình trọn vẹn, không có phương tiện, mà nói thẳng những vấn đề để cho chúng ta tu tập. Giáo pháp của Phật được chia ra nhiều thể loại như vậy: hiển giáo, mật giáo, viên giáo, đốn giáo, tiệm giáo, vân vân. Thì cái nghi thức cúng cô hồn chỉ là do chư tổ soạn, rồi nương vào một số những kinh sách để cho chúng ta thực hiện cái pháp nghi đó. Dĩ nhiên là ngày nay các vị làm thêm cho nó có hình tướng màu sắc thì cái chuyện đó mình không dám bàn, thì chúng ta tự cảm nhận điều đó đúng sai thôi. Nhưng mà có cái điều là thí dụ như để cho người ta nhìn vô cái lễ nghi đó đừng có bị tạp loạn quá, thì có thể mình khải thỉnh các vị tổ chức cái đàn này, khi mà lúc mà Phật tử vô lấy đó thì các vị nên xin thức ăn đó một cách nghiêm trang. Thí dụ mỗi người có thể cầm một cái thao, cái túi gì đó, rồi vô sắp hàng lấy từng, mà không có sùm, không có la hét, rồi cũng không có nên tung rải những cái thức ăn nó ra ngoài sân, rồi mọi người đè với nhau mà giành giật. Thì mình thấy cái lễ nghi đó từ hồi nãy quá nghiêm trang, tự nhiên đến cuối cái nó quá loạn, thì cái lễ đó nó thiếu cái trọn vẹn vậy đó. Thấy không? Thành thử ra bây giờ ngay cả Phật tử mình cũng vậy. Khi mình đi chùa vào những dịp đại lễ đó, chứ là đại lễ Vu Lan, đại lễ Phật Đản vậy đó, đầu vô mình nghiêm trang quá chừng, mình im lặng. Mà cũng trước khi im lặng cũng loi nhoi ồn ào ông chập, rồi ông thầy MC ông cũng phải kêu gọi quá chừng, rồi hồi bắt đầu mới im. Im xong cái tới hồi vừa chấm dứt cái là ngay chánh điện ồn ào lên trở lại. Thật ra ngay cả cái thực tập hàng ngày mình cũng thiếu rồi. Mà đặc biệt nữa gặp thức ăn dễ gì mình im nổi. Nhiều món, nhiều thế này thế kia, rồi con nít mà nó thấy cái đó là nó vui. Người lớn thì nhiều khi ham vui cũng quá trớn. Thành thử rồi thôi thì bây giờ mình ráng thực tập. Nếu mình có dự những cái trai đàn đó thì chúng ta tự ý thức chúng ta phải làm gì để cho cái buổi lễ đó trở thành trang nghiêm thanh tịnh một cách tuyệt đối. Đã nói rằng thể hiện lòng từ
thì để cho các vị thể hiện một cách trọn vẹn khi chúng ta tổ chức cái lễ cúng đàn. Có thầy giảng rằng Tây Phương Cực Lạc và Kinh Điển Đại Thừa là do các thầy ở bên Tàu vẽ vời ra, thật hư như thế nào? Thưa đại chúng, là bây giờ chúng ta có cái phương tiện nghiên cứu để chúng ta biết hư thật như thế nào. Tuy nhiên ở đây chúng ta là những người không phải là những người gọi là nghiên cứu học giả, mà chúng ta chỉ là những hành giả để tập tu thôi. Cái việc mà người ta nghiên cứu, người ta trình bày đó là phần của các vị nghiên cứu trình bày. Ở đây mình bây giờ tu còn không kịp giờ nữa, lo nghiên cứu giả thiệt đúng sai gì. Bây giờ mình cứ nhớ vậy thôi. Cho dù kinh điển Đại Thừa, đối với các vị mà mới nghe mấy cái này nó nghe không nổi. Đại Thừa là cái gì? Tiểu Thừa là cái gì? Đâu hiểu phải không? Những cái kinh mà ý nghĩa nó cao siêu, và những cái hình ảnh trong cái bộ kinh đó mình nghe mình thấy rất là trừu tượng. Thí dụ như lúc bấy giờ Phật bay giữa hư không, trên trán phóng ra 100,000 hào quang, các Bồ Tát ở xa bay tới vèo vèo, những cái hình ảnh giống như phim kiếm hiệp vậy đó. Những cái kinh điển vậy đó, ta kêu kinh Đại Thừa. Mà những cái ý nghĩa trong đó sâu và những hình ảnh khó. Còn kinh Nguyên Thủy là đơn giản lắm. Một hôm nọ Phật ở tại tỉnh xá gì đó, có một vị tỳ kheo đến hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, con người từ đâu đến, đến chết rồi đi về đâu? Hôm nay Thế Tôn cũng trả lời là con nghỉ tu, con không tu nữa hết. Rồi Phật mới nói rằng: tôi nói ví dụ, nếu thầy đang ngồi đây bị một mũi tên nó bắn tới cho thầy, tôi định băng bó cho thầy, thầy nói khoan, để đừng băng bó cho con, hãy trả lời cho con ai là người bắn mũi tên này, và mũi tên này bắn từ đâu, và người này có thù hằn gì với con mà bắn con. Thầy nghĩ rằng thầy có đủ thời gian để tìm hiểu những chi tiết đó hay không, hay là thầy phải cho tôi băng bó liền? Thầy mới nói: dạ con phải cho Thế Tôn băng bó liền, không thôi con chết mất. Thế Tôn nói cũng như thế, mũi tên kia chính là mũi tên của tham, của sân, của si. Con người mình đang bị ba mũi tên độc nó bắn, không lo cứu chữa mà cứ lo tham này sao, sân này sao, lo đi tìm mấy đó làm chi, nó đâu có lợi ích gì, giải quyết gì trong cuộc sống ngắn ngủi của mình. Cái chúng ta đang cần là giải quyết liền tham sân si, đó là ba mũi tên độc. Cũng giống như bây giờ nè, mình mới nghiên cứu Phật học thời gian ngắn thôi, trời ơi nghe pháp mà tịnh tâm được ngày, mà ngày mai mình hung dữ hay mình làm gì nó cũng hết rồi, thời gian không có. Bây giờ đi tìm hiểu rồi, cái trứng gà với con gà cái nào có trước? Rồi bây giờ cãi là trứng gà có trước thì trứng gà phải con gà sanh, rồi con gà có trước thì con gà phải nở từ trong cái trứng. Nói hoài kiếm không ra trứng gà với con gà cái nào có trước. Rồi bây giờ giả dụ mình tìm ra được cái manh mối cái nào có trước đi, rồi làm gì? Rồi cũng ăn, cũng ngủ, cũng hân si, cũng phiền não, cũng chết thôi. Cho nên cái quan trọng là chúng ta giải quyết liền những cái gì cần thiết. Cho nên có một vị hòa thượng á, ngài mới nói, có một vị khác nói với ngài là: con nghĩ rằng những kinh điển Đại Thừa không phải do Phật nói, do mấy ông tổ soạn. Thì hòa thượng mới trả lời: tôi không cần biết Phật hay tổ, nhưng mà ông nào nói ra được cái này thì ông cũng phải dạng bình thường. Nghĩa là người ta cũng có cái sở tu sở chứng gì. Bây giờ cái quan trọng là mình thấm nhận được cái gì từ cái lời kinh này để chúng ta tu. Còn cái vấn đề khác nó quan trọng. Thí dụ như Pháp Hòa lên kể đại chúng nghe câu chuyện, nếu mà Pháp Hòa nhớ chi tiết thì kể, không nhớ thì nói đại khái. Cái quan trọng là cái ý của câu chuyện là cái gì để chúng ta tu, chứ còn hỏi ông hòa thượng đó ông tên gì, lúc đó ông ở chùa nào, rồi cái người đệ tử, nó đâu quan trọng. Nhớ được thì tốt, không nhớ thì chúng ta nói cái ý thôi, để cho người ta nhận ra được cái sự tu hành. Thì thôi bây giờ đó, mình không có thời gian để mà quyết định là kinh nào do ai nói, ai soạn, phải không? Nếu quý vị có đọc những cái kinh điển Đại Thừa như là kinh Địa Tạng,
kinh Niết Bàn, kinh Pháp Hoa, kinh Bát Nhã, tất cả những bộ kinh đó nó đều thuộc kinh điển Đại Thừa hết á. Tại vì lời lẽ trong đó khó tin, người bình thường không có học Phật, không có nghiên cứu, không có hiểu sâu xa được ý tứ, mình khó tin lắm. Tại vì tự nhiên đất nứt, Bồ Tát ở dưới đất vọt lên, đó có lên ao ao vậy đó, rồi bay giữa hư không, rồi cái có một cái tháp á, nó hiện lên, mở cửa tháp ra, cái đại chúng ngước lên thấy con Phật ngồi sẵn. Mấy cái chuyện nó y như phim kiếm hiệp vậy đó. Rồi mình nghe mình chịu đâu có nổi, nói cái này nó bậy. Nhưng mà thật sự mấy cái đó người ta đem cái hình ảnh đó, người ta nói cái ý, chứ không phải ta nói, ta không có lấy cái hình ảnh đó để nói lên cái ý nghĩa. Phải gọi ví dụ một cái ngắn thôi. Đức Phật đang ngồi thì có Bồ Tát dưới đất nứt vọt lên xin Phật. Còn Bồ Tát ở mười phương á, Bồ Tát ở các phương khác bay tới xin Phật cho chúng con làm một công việc là độ chúng sanh ở cõi này. Phật mới nói khỏi cần, tự trong cõi này đã có các Bồ Tát phát nguyện làm chuyện đó. Nói xong cái Bồ Tát dưới đất nứt lên gọt lên ào ào vậy. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu chúng ta ở quốc độ nào thì chính con người ở quốc độ đó hiểu nhau, nói nhau dễ hiểu, dễ nghe. Giống như giờ quý vị ở nước Đức, người nào mà đã từng sống nước Đức muốn nói cái gì nói cái một quý vị hiểu liền. Còn Pháp Hòa dân Canada có những cái nó đâu có tương đồng, Pháp Hòa nói quý vị đâu hiểu. Giờ Pháp Hòa bay từ Canada qua, Pháp Hòa nói để cho tôi làm việc đó vì sao nói khỏi cần, dù lâu lâu qua chơi được rồi. Để cho các vị ở dưới đất này, ở cái cõi nước Đức này người ta làm. Tại vì có những thí dụ bây giờ mình muốn độ con nít ở nước Đức mà mình nói toàn tiếng Pháp không, sao mình độ nó? Hay là nói tiếng Anh thường tí sao độ nó? Chỉ những người dân ở đây biết tiếng Đức, biết những phong tục tập quán của nước Đức, nói nó dễ. Thì cái hình ảnh trong kinh đưa ra những hình ảnh như vậy cũng để cho chúng ta tư duy quán chiếu. Cho nên cái người học kinh Đại Thừa phải có cái tâm phóng khoáng, đừng có chấp vào hình ảnh chữ nghĩa trong đó, thì mới nhận ra được những nghĩa lý sâu xa trong đó. Ví dụ như kinh Địa Tạng nói địa ngục, nói có những địa ngục chúng con người phải nằm bằng giường sắt. Bây giờ mình trời ơi, tôi không biết có không, bây giờ thử thôi, đi ra ngoài chợ mua cái giường 5.000 về nằm, mà hỏi tiện đâu mua, mượn nhà băng. Vì cái giường đó là giường sắt chứ gì nữa, nằm mà không biết chừng nào bị lấy nữa. Nếu mà họ không có tiền đi làm, không có tiền trả thì cái giường bị xiết. Rồi cái giường đó thấy thì thấy giường nệm mà thiệt ra nằm không có bảo đảm. Ở xứ này mà đi xe 70.000, nói xe của mình chứ thiệt của mình không, trả hàng tháng. Nếu mà không có tiếng mà trả được 30.000 rồi mà tới 3 tháng sau không có tiền là 30.000 nó cũng mất lấy xe. Như vậy thì cái xe đó, cái giường đó cũng là giường sắt. Nếu mình đọc kinh Đại Thừa mà mình phải thấy được cái ý đó thì mình mới không bị chữ nghĩa nó làm mình khổ. Rồi bây giờ các vị mà giờ mình bây giờ Phật nói hay tổ nói nhưng mà cái ý nó đâu có sai, cái ý nó cũng là cái ý hướng dẫn chúng ta tu thì điều tốt thôi. Giống như bây giờ quý vị đọc kinh, bây giờ kinh điển ở nước Đức phải dịch tiếng Đức, kinh điển ở nước Pháp phải dịch tiếng Pháp, ở nước nào phải dịch ra tiếng nước đó để cho con cháu của mình người ta được hiểu, còn không thì hoàn toàn chịu thua. Giờ quý vị có đưa nó nguyên một cái tủ sách quý báu toàn là tiếng Việt, nó cũng sẽ để nó kỷ niệm. Chưa nói là mai mốt nó dọn nhà nhiều lần nó mệt quá nó cho vô cái thùng recycle là cũng vô dụng. À, bạch thầy, con xin thầy giải thích cho chúng con tại sao người mới mất không được thờ chung với người đã mất lâu rồi. Người ta nói thờ như vậy là ma cũ ăn hiếp ma mới. Con nghĩ cách này là mê tín, còn cách giải thích nào khác không? Mong thầy từ bi khai thị. Bây giờ muốn biết có ăn hiếp ma cũ ăn hiếp ma mới không, thì bữa nào mình vô hãng á, mới vô mình là người mới vô thử cái hạng cũ làm. Thế lại chúng á, trước hết và xin thưa là vấn đề thờ cúng ông bà nó không phải là cái của đạo Phật. Thờ cúng ông bà là truyền thống của dân tộc Việt Nam, vì dân tộc Việt Nam á
là luôn luôn lấy sự hiếu thảo, tôn trọng tổ tiên ông bà làm đầu. Cho nên chúng ta thường gọi là đạo ông bà, nghĩa là luôn luôn kính trọng tổ tiên ông bà làm gốc. Đạo Phật du nhập vào Việt Nam hay là đạo Phật du nhập vào tất cả các quốc gia trên thế giới, nhưng có một điều đặc biệt của đạo Phật là đạo Phật hội nhập được với cái truyền thống văn hóa phong tục của mỗi quốc gia mà không có đi ngược lại. Chẳng những như thế mà còn làm cho cái phong tục đó, cái truyền thống đó trở nên giàu có trong cái văn hóa hơn nữa. Thì đạo Phật Việt Nam đi vào đất nước Việt Nam hội nhập được với cái truyền thống cúng ông bà tổ tiên của người dân Việt và làm cho cái ý nghĩa thờ cúng tổ tiên thêm phần sáng tỏ, chánh kiến chứ không mê lầm như người dân bình thường người ta nghĩ. Như vậy thờ ông bà không có gì sai, vì thờ nghĩa là một hình thức nhớ ơn chứ không phải thờ để phù hộ. Khi mà chúng ta nhớ ơn một lãnh tụ nào của quốc gia đó, đất nước đó thường hay tạo cái tượng của vị đó, nghĩa là thờ ông đó, hay là để cái tượng cái ông đó để chi? Để nhắc nhở mọi người cái công hạnh của vị đó. Mình không có quên ơn cái người đó đã từng có cái công hạnh với đất nước. Ví dụ như Việt Nam chúng ta, hay là đất nước nào cũng lấy tên của một vài nhân vật quan trọng trong nước đã từng có cái công lao với đất nước đặt tên đường đó. Ví dụ như Sư Vạn Hạnh là người đã giúp cho lương vua Lý Công Uẩn khai mở nhà Lý, và chính vua thiền sư Vạn Hạnh đã khuyên vua Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long, tức là Hà Nội bây giờ, và trợ duyên cho vua rất nhiều trong cái công việc trị nước. Cho nên chúng ta lấy tên của Sư Vạn Hạnh đặt một cái tên đường gọi là đường Sư Vạn Hạnh, không phải ví dụ vậy, hay là đường Thích Quảng Đức. Như vậy thì trong nhân, hay là đường Trần Hưng Đạo, đường Lý Thường Kiệt, những người có công với đất nước, chúng ta tưởng niệm họ bằng cách tạo tượng hoặc đặt tên đường. Ông bà tổ tiên có ơn với chúng ta thì chúng ta thờ phượng để chúng ta nhớ ơn đó. Còn ông bà có ở đó không, ai bảo đảm? Mình cúng ông bà có ăn không, không biết. Nếu mà thật sự ông bà mà mình đưa nó, ông bà thò tay ra bóc ly nước trà uống, mình dám ở đó lấy iPhone để chụp không? Hay là mình chạy mất tích? Rõ ràng là chúng ta thờ để chúng ta tưởng niệm mà, phải không? Nhưng mà đã thờ thì phải giữ lễ. Thờ, ta thường nói thờ thì dễ, giữ lễ thì khó. Cho nên chúng ta thờ thì chúng ta phải có cái nghi thức nào đó hẳn hoi để nói lên cái lòng tôn kính của mình. Vì vậy chúng ta có hai chữ nghi lễ. Chữ nghi là nghi thức, chữ lễ là lòng cung kính. Vì lòng cung kính cho nên phải có một cái nghi thức để bày tỏ. Ví dụ, quý vị kính thưa Pháp Hòa hay là tất cả chư tăng, cho nên các vị mới làm cái này nè. Cái này gọi là cái khay thỉnh, ở trên đó mới để cặp đèn mình bông hay là cái bát hương gì đó, để nói lên cái lòng kính trọng một vị tăng khi đến với chúng ta, mời ra chúng ta luôn. Không có cái này được không? Không sao hết. Nhưng mà cái này, đây là nghi, đây là nghi để bày cái lễ, cho nên gọi là nghi lễ. Lễ là cung kính, nghi là hình thức. Bây giờ đó, cái này là đơn giản nha, bình bông cặp đèn chứ có chỗ thêm cái lương hương nữa. Mà nếu mà không phải chọc, không phải nó để thêm dĩa trái cây, nó nguyên cái bàn thờ này là để. Quý vị không cần đèn cũng không sao cả, trên cái mâm này chỉ cần một bình hoa, còn không có bình hoa đặt một bát hương, một cái là được. Thậm chí có gì hết để cái đèn cũng được. Một cái nghi, một cái hình thức để bày tỏ cái lòng, chứ không bắt buộc là phải đủ. Trên mâm này đúng ra chỉ bình hương là đủ, một cái bình sông trầm hoặc một bình hoa để nói lên cái ý nghĩa là mình kính, chứ không cần phải đầy đủ như đèn, nhang, rồi bông gì hết. Thêm dĩa trái cây nữa như mặt thờ cũng thành. Hai chữ nghi lễ mình nói vậy đó. Lễ là cái lòng cung kính, nghi là cái hình thức. Cho nên bây giờ cái người mới mất,
Tại sao mình không đem lên bàn thờ mình thờ chung? Không phải ma cũ anh hiến ma mới. Nói vậy tội nghiệp ma cũ. Mà ma nào ở đó? Mình thờ ma đâu, mình thờ ông bà mà chứ ma gì. Bởi vì cái người mới mất, cái người mới mất, chúng ta muốn để thờ riêng để mỗi ngày chúng ta thắp hương cúng kính cho dễ. Vì theo cái quan niệm của mình là người mới mất, người ta còn trong vòng lẩn quẩn 49 ngày thăm nhà này kia, cho nên mình để cái bàn thờ riêng để mình cúng cho cái người đương sự mới mất đó một cách dễ dàng. Rồi sau này, sau 49 ngày hoặc là theo truyền thống 1 năm, 2 năm đó, chúng ta mới thỉnh cái vị mới mất này lên để chung với ông bà, với cái ý là bây giờ trở thành tổ tiên. Người mới thì chưa thành tổ, người mới thì chưa thật sự mới mất mà cũng còn lẫn quẩn ở đây, cho nên chưa thể gọi là tổ được. Giống như một ngôi chùa, chùa mới cất, mới tâm nè, kêu là tổ đình. Cái chữ tổ đình không gọi gì được. Tổ đình là cái nơi, nếu cái chỗ đó mà đã trải qua nhiều năm, nhiều tháng, nhiều vị trụ trì, nhiều vị tổ đã từng sống ở đó lâu năm, lâu ngày, cái chỗ đó mới trở thành cái tổ đình. Còn chỗ mình mới cất, thí dụ như chùa Trúc Lâm mà mới cất năm ngoái, ở chỗ tổ đình Trúc Lâm, thì mình muốn gọi gì cũng được hết á. Nhưng mà cái nghĩa nó chưa chuẩn vậy thôi. Chứ còn thế gian mình muốn kêu gì mình kêu, không ai có quyền nói cho mình hết. Nhưng mà thí dụ như mình kêu là quá cố, nghĩa đó là người đã trở thành người mất mà lâu ngày, phải không? Giống như quý vị kêu là đồ cổ, đâu phải là bây giờ như là cổ. Bây giờ cái chuông này nè, nếu cái chuông này 2017 đang sử dụng đây, bây giờ nhà nào lượm cái chuông này về cất đi, 30 năm sau đem ra. Nếu cái chuông này 30 năm trước ông thầy Pháp Hòa sử dụng rồi, lại chuông này là cổ rồi. Cái gì mà mình để lâu ngày nó thành cổ thôi. Và chúng do chúng ta đặt cho nó và luôn luôn tô bộ cái cổ của nó thì tự động nó sẽ thành cổ. Chúng ta cái tượng Phật để trên này với tâm là như là tảng sơn, ảnh giả giả vậy, cái mình tưởng đồ cổ. Đi qua Trung Quốc mình bị gạt cái đồ cổ nhiều lắm. Cho nên thưa đại chúng là bây giờ trả lời câu này là không có cái vấn đề ma cũ khi mà mới gì hết á. Cái vấn đề là chúng ta thờ riêng vì chúng ta còn cúng quải cho cái người mới mất trong vòng 49 ngày. Thì chúng ta để một cái bàn thờ riêng để chúng ta cúng, rồi sau đó thì chúng ta thượng lên thờ chung với bạn. Vậy thôi, chứ không có cái ý gì khác. Giờ thêm một câu nữa. Có người nói con đồ cúng không được ăn, sư cho con hỏi điều có đúng không và tại sao? Tại sao không hỏi người ta, hỏi em? Em đâu có cấm. Cái người mình ta cấm không cho mình ăn, mình hỏi người ta tại sao. Nhưng mà theo Phó Hòa nghĩ đó, có nhiều người nói ăn đồ cúng vô, ăn riết khờ khờ. Mấy thầy ở trong chùa ăn đồ cúng nguyên đời, giờ khờ đỡ mấy ông thầy thôi chứ khờ. Đừng có sợ cái chuyện đó. Thật sự chữ cúng là gì? Chữ cúng là mình bây giờ quý vị đem đồ, đem thức ăn lên cho quý thầy ăn, quý vị có nói cúng dường thầy không? Cũng là cúng thầy, cúng ông bà, cúng Phật, cúng thầy, thì tất cả đều là cúng. Mà chữ cúng từ đâu? Chữ cúng là từ cái chữ cung. Cung là gì? Là cung cấp. Chữ dường là từ chữ dưỡng, là dưỡng nuôi. Mình cung cấp để mình dưỡng nuôi. Ví dụ mang chén cơm lên thì con cúng dường thầy. Còn nếu nói đúng nghĩa là con cung cấp cho thầy chén cơm để thầy dưỡng cái thân thầy. giải thích nghĩa là vậy đó. Nhưng mà mình nói trại ra là cúng dường. Thì cúng dường Phật, cúng dường ông bà, cúng dường quý thầy. Cúng là để biểu lộ cái ý nghĩa mình tưởng nhớ. Sau đó mình thỉnh xuống mình ăn, chứ có sao đâu mà đem không ăn. Mà bây giờ không ăn thì đem bỏ. Mà bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, bỏ với ăn cái nào tội? Bỏ mình mới phí, mình mới có lỗi chứ. Còn mình ăn có gì đâu, không được. Có nhiều vị không dám ăn đồ cúng cô hồn.
Hỏi sao vậy, ăn đồ cúng cô hồn khờ, không dám ăn đồ cúng vong. Ăn đồ cúng vong khờ. Quý thầy trong chùa ăn đồ cúng vong quanh năm, khờ cỡ mấy ông thầy thôi chứ muốn gì nữa. Cho nên á, đừng có sợ. Còn cái người nào mà ta biểu mình đừng ăn á, thì mình hỏi coi tại sao. Chứ còn trong truyền thống của nhà chùa không có gì kiên cử hết. Có một điều có thể làm thôi, tức là để bày tỏ sự kính trọng của mình đối với một bậc tôn đức, đặc biệt là chư vị trưởng lão hòa thượng. Khi chúng ta nấu ăn rồi thì chúng ta muốn cúng dường quý ngài, thì chúng ta chuẩn bị sẵn một cái phần riêng. Vậy thôi, chứ không có cái gì mà trở ngại trong đó. Rồi bây giờ quý vị, bây giờ quý vị thỉnh đồ cúng Phật xuống, quý vị hâm lại cho hòa thượng ăn cũng không có sao cả, có tội lỗi gì đâu. Đó, thức ăn là để cho mình nuôi cái mạng sống của mình, không có trở ngại gì. Mà hơn nữa, nó không có nằm trong kinh điển gì hết á. Thưa đại chúng, con người của chúng ta tự đặt một số luật lệ, rồi tự chúng ta hù dọa mình thôi, chứ không có thánh thần nào dọa mình cả. Tự mình hết á. Tự mình đặt cái đó rồi tự mình dọa mình. Ví dụ Phật có bao giờ Phật nói rằng quý vị hứa tu mà không tu tôi quở tôi phạt gì đâu. Phật đâu có nói câu nào trong đó đâu. Rồi tự mình à, mình đặt cái đó ra rồi mình hù dọa mình. Vì theo cái cuộc sống hàng ngày của mình, ai hứa cái gì mình mà không làm thì mình giận, rồi mình cũng gắn cho các bậc thánh thần kiểu đó luôn. Tội các ngài quá, phải không? Dạ. Cho nên quý vị cứ ăn thoải mái, không có sao hết. Rồi bây giờ trong câu này, trong 12 câu này còn câu nữa, tại vì còn một chút giờ cho nó hết. Trong này có một câu: đi đứng nằm ngồi cũng có thể thiền được không? Vậy thiền là gì? Chữ thiền á, nó có nghĩa là dừng lại mọi cái lăng xăng và có khả năng sống với hiện tại. Tiếng Hán có hai chữ thôi: chỉ và quán. Như bây giờ Pháp Hòa giải cho rộng để đại chúng dễ ghi nhận. Thiền là có khả năng dừng mọi lăng xăng của tâm tư của mình và có khả năng sống với giây phút hiện tại. Thế nào là nghỉ lăng xăng? Nãy giờ quý vị ngồi đây mà quý vị có suy nghĩ ra ngoài ở đây không? Có. Ngồi đây mà lâu lâu dở đồng hồ coi mấy giờ rồi, chừng nào thế này thế kia công việc, tức là mình ngồi nhưng mà cái tâm của mình nó phóng ra ngoài nhiều lắm. Thì khi nào mà chúng ta ngồi ở đây mà chúng ta có khả năng dừng hết mọi cái suy nghĩ lo lắng đó, rồi chúng ta an trụ trong cái giây phút hiện tại chúng ta đang sống, thì gọi là thiền. Thiền có 4 cách: đi thiền, ngồi thiền, nằm thiền, đứng thiền. 4 cái oai nghi của con người là đi, đứng, nằm, ngồi. Lúc nào chúng ta cũng đi, đứng, nằm, ngồi bằng sự tĩnh lặng thì lúc đó gọi là thiền, chứ không có gì cả. Thí dụ buổi tối mình ngồi, mình im lặng, mình ngồi chéo chân lên, ngồi xếp bằng, ngồi tĩnh lặng, cái đó là ngồi thiền. Hay là quý vị ngồi trên ghế, quý vị tĩnh lặng thân tâm là ngồi thiền. Nhưng mà khi mình đi, mỗi bước chân của mình cũng tĩnh lặng, biết rất rõ là mình đang bước chân đi, mình an trú với bước chân của mình, gọi là đi thiền. Tối ngủ nằm xuống không suy nghĩ lo toan, hết thở đều đặn để mình đi vào giấc ngủ an lành, gọi là nằm thiền. Khi mình ăn cơm, mình không có suy nghĩ, không có ăn cơm với cái phone, không ăn cơm với điện thoại, không ăn cơm với tờ báo, không ăn cơm với tivi, mà mình thật sự mình tận hưởng những cái món ăn mà do người thân mình nấu, là ăn trong thiền. Uống trà, biết mình đang uống trà, là uống trong thiền. Như vậy thiền là gì? Thiền là có người có khả năng sống trọn vẹn với những gì đang xảy ra với mình trong giây phút hiện tại này, mà tâm tư mình không tán loạn. Có một vị đệ tử vô hỏi thầy: bạch thầy, xin thầy dạy cho con tu đạo. Ông thầy hỏi: con có thấy cây tùng trước cửa không? Người thầy, người học trò không hiểu gì hết. Con hỏi tu mà sao thầy hỏi cây thông, cây tùng? Thì ý của người thầy muốn nói đạo là gì?
Đạo là khả năng con tận hưởng những cái gì trước mặt con vô đây cái tùng trần dần trước cửa mà con không biết, mà con hỏi đạo chi cho nó xa vời. Cũng giống như ấy, mình ngộ một cái là nhà mình nó mấy ly mấy tách mình không biết, mà nhà ta có chuyện gì mình biết hết trơn. Nhà mình con cái nó làm sao, vợ chồng sao không biết gì hết đó, mà nhà ta mình biết hết rồi. Thành tự nhiêu đó thôi là mình biết mình thiền chưa. Thì thiền nghĩa là mình có khả năng sống được với tất cả những cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Nói, trước khi nói mình phải biết mình nói cái gì. Khi mình có quán chiếu lời nói của mình là mình nói trong thiền. Khi mình ăn mình biết mình đang ăn cái gì. Thí dụ như món ăn nó không hợp với cơ thể đừng có ăn. Mình ăn vô rồi để rồi bệnh quản như vậy thì không phải là người ăn trong thiền. Cho nên chữ thiền người Trung Hoa dịch là tịnh tư lự, tức là tịnh vắng xuống hết những cái suy tư lo nghĩ của mình, và mình trở về được với cái giây phút hiện tại. Và cái cách tu thiền là chỉ là dừng tất cả mọi lăng xăng, quán là sống sâu sắc, quán chiếu và sống sâu sắc với giây phút hiện tại. Ví dụ quý vị ngồi đây nè, từ hồi 6 giờ rưỡi tới bây giờ tới 8 rưỡi là 2 tiếng. Quý vị ngồi mà quý vị biết rằng bao nhiêu lâu mình mong có một cái dịp mình được ngồi với Thầy Pháp Hòa. Giờ Thầy Pháp Hòa có mặt ở đây cho mình mà mình không có mặt cho Thầy thì uổng quá. Giờ Thầy đã bay tới đây, Thầy có mặt với mình thì mình có mặt với Thầy. Cũng giống như mình ăn cơm với gia đình vậy đó. Chiều ăn cơm có mặt cho nhau, tắt tivi đi, đừng check phone, đừng đọc báo, cho gia đình 30 phút ăn cơm để mình tận hưởng sự có mặt của nhau. Nhiều khi mình ăn cơm mà không ngó nhau, ngó tivi mà. Rồi ăn cơm xong đứng dậy, rồi người rửa chén, người quét nhà, người giặt quần áo xong lên phòng mạnh ai nấy ngủ. Cả ngày chúng ta không thấy nhau. Thật ra người kia mặt mày có xanh xao, người kia có vàng vọt thế nào chúng ta không biết. Tại vì chúng ta thường sống trong quên lãng. Hãy mua chờ tới ngày đó, mà hãy tới ngày đó lo chuyện khác. Giống như quý vị nói chờ tôi trong ngày mai thứ bảy, nhưng mà hãy thứ bảy tới lo chuyện khác, chứ không có tận hưởng được với cái thứ bảy. Cho nên khi mình ăn cơm á, mình có mặt cho nhau 30 phút thôi được không? Xưa nay mình làm không được, bây giờ ráng làm cho được. Có nhiều khi á, người thân của mình đi làm mà có những rắc rối mà không về nói với mình vì không muốn mình lo. Nhưng mà cái nét mặt của họ mình nhìn mình biết. Nếu mà mình để tâm với người thân của mình nhận ra người thân mình đang có những lo lắng. Cái dáng đi của họ mình có thể nhận ra được. Cái cách ăn cơm họ mình có thể nhận ra được họ đang gặp nhiều cái khó khăn. Cho nên với cái chánh niệm mình có thể nhận ra được. Thưa đại chúng, những Phật tử về chùa lễ Phật thường á, nếu Pháp Hòa có nhà mà thấy có ai lên lễ Phật, Pháp Hòa hay bước ra chánh điện lắm. Nhiều khi Pháp Hòa bước ra thấy họ đang khắp cây hương mà nước mắt họ chảy ròng ròng, thì Pháp Hòa nán ở lại đợi cho họ xong, và Pháp Hòa tới và hỏi thăm sao, có chuyện gì không, quý thầy có thể giúp được gì không. Nhiều khi người ta đâu có nói được cái nỗi khổ của người ta, vì người ta nghĩ là người ta đi chùa để ta thắp nhang, ta cầu nguyện. Nhưng nếu mình có thể khơi cho người ta, biết đâu chừng người ta sẵn lòng, người ta chia sẻ với mình, mình có cơ hội mình lắng nghe, mình giúp đỡ được cho người ta, cũng là một cái điều tốt nên làm. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cần cái sự quan tâm với nhau. Mà nếu chúng ta thiếu chánh niệm, thiếu ý thức, thiếu tĩnh lặng thì chúng ta không làm được việc đó. Như vậy thiền không phải chỉ ngồi yên trên tọa cụ, mà thiền là nó trải dài trong cuộc sống. Bất cứ lúc nào làm gì chúng ta đều tỉnh giác, những việc làm của chúng ta đều là thiền. Ví dụ lái xe thấy cái bảng người ta để cái hạn lượng mà cái tốc độ cho chạy thì chạy đúng vậy thôi. Có một vị chạy nó cho 120, chạy 160. À, xin lỗi, chạy 200 mấy. Hỏi tại sao mà chạy dữ vậy. Nói anh cho tôi chạy 120, bên này bảng, bên này bảng là 240. Tôi chạy 100 mấy thì là đâu có tới đâu, anh cho chạy tới 240. Thật sự là chúng thiền là có khả năng làm tất cả những cái gì an hưởng với cái giây phút hiện tại của mình. Vậy quý vị hiểu được chữ thiền không? À, thiền là tịnh lắng tất cả những cái suy nghĩ. Bây giờ Pháp Hòa chỉ cho quý vị ngồi thiền nha. Mỗi ngày quý vị cho quý vị 5-10 phút đi. Sáng ngủ dậy,
rửa mặt rồi xong rồi kiếm chỗ ngồi. Ngồi trên ghế cũng được, nếu ai đau lưng ngồi dưới đất cũng được. Trong khi trước khi mình ngồi, mình chỉnh cái cách ngồi xong rồi, giữ lưng thẳng rồi, hai vai buông thư rồi, thì quý vị nhắm mắt lại để mình không có bị chi phối. Xong rồi quý vị để ý đến cái chóp mũi của mình, mình hít vào mình biết, thở ra mình biết. Và trong khi mình hít vào thở ra như vậy, mình không có ráng, mình vẫn để hơi thở mình tự nhiên thôi. Nhưng mà bây giờ mình, hồi xưa giờ mình không biết mình đang thở. Bây giờ mình tập, mình quán chiếu, mình chú tâm đến hơi thở mình. Thở vào, biết tôi đang thở vào. Thở ra, biết tôi đang thở ra. Thì khi mình hít vào á, thì mình có thể nói hít vào khỏe quá, thở ra bình an. Tại vì mình tưới tẩm thân tâm của mình. Thường thường á, động tới mình nó sao? Chết, mệt muốn chết. Đâu hỏi sao lúc này rầu muốn chết, hỏi lúc này chị sao chán muốn chết, đụng tới mình toàn là rầu muốn chết, chán muốn chết. Không có cái gì mà mình nghe nói ồ lúc này tôi vui tôi hạnh phúc, không có. Cái gì cũng chán hết á, ngon cũng muốn chết nữa. Ăn ngon muốn chết. Con người của mình nó ngộ một cái á, lúc nào cũng cầu cho bình an, nhưng mà hàng ngày thì không tưới tẩm mình bằng bình an, đụng tới là muốn chết không à. Ngon muốn chết. Trời ơi, nhỏ đó hiền muốn chết. Trời ơi, tôi thương nó muốn chết. Và cứ ghi tên cầu an hoài cầu sao nói. Đụng tới mình là mình cứ muốn chết không à. Cho nên á, cái đó là một cái hình thức mình thiếu thiền mà. Mình cứ tưới tẩm trong thân tâm của mình toàn là những cái chất liệu tiêu cực. Thì trong khi mình ngồi bây giờ mình tưới lại. Hít vào, thân tôi khỏe. Thở ra, tâm tôi an. Hít vào, thân tôi khỏe. Thở ra, tôi mỉm cười. Thì khi mình nói như vậy, cái tự nhiên mình thấy mình đang thở, mình mỉm cười. Rồi quý vị ngủ á, để cho giấc ngủ quý vị được ngủ ngon á, quý vị nằm xuống á, quý vị đừng suy nghĩ gì hết. Rồi bắt đầu mình thở nha. Hít vào, tôi biết rằng tôi đang thở. Thở ra, tôi mỉm cười. Hít vào, tim tôi còn đang làm việc tốt. Thở ra, tôi mỉm cười. Tim của mình đâu bao giờ ngưng đập đâu. Nhưng mà mình đâu bao giờ mình gửi cảm ơn tới trái tim mình đâu. Toàn là mình làm gì để cho tim mình nó thêm mệt không à. Tự nhiên đang khỏe vậy, kiếm bộ phim bạo động về ngồi coi. Coi xong dịnh tim, chừng nào nó chết, tức chết chưa. Nhiều khi nó đụng cái rầm vậy đó, mà lỡ mình đi vô trong bếp xong rồi chạy ra hỏi con nó đụng xe nó chết chưa con. Quý vị hiểu ý không? Tức là hàng ngày mình cứ tưới như vậy. Rồi xong rồi mình tưới bạo động, xong rồi tưới gì nữa? Tưới sợ hãi. Bình thường tim đang dày không chịu, đi mướn nguyên một bộ phim ma về ngồi coi, ngồi để cho sợ hãi đồ lên. Thấy không? Thành thử ra tim của mình nó vốn là nó bình an cho mình, mà mình không bao giờ biết bình an cho nó. Mình cứ đi tìm những cái gì đó để mà mình tác động vô trái tim của mình. Cho nên thiền là có khả năng sống với cái hiện tại. Thôi bây giờ Pháp Hòa xin tạm dừng ở đây. Và trước khi dứt lời, Pháp Hòa xin cảm ơn đại chúng, đặc biệt là quý ban tổ chức, các anh chị, kể đến là tất cả quý cô chú đã dành thời gian quý báu của mình trong buổi chiều này để cùng về đây sinh hoạt. Mong tất cả đại chúng được an lành. Dạ, yeah, bây giờ quý vị cùng chắp tay niệm Phật.